Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 25. Không thể đắc tội với cậu ấy. Mọi người trong phòng họp đều đổ dồn ánh mắt về phía Cao Hùng. Ông ta run rẩy toàn thân, mặt mũi trắng bệch. Cậu Thanh còn muốn dặn dò gì sao? Xin cậu cứ nói, tôi về Yến Đô sẽ lập tức báo lại cho ông chủ. Cao Hùng cười gượng nói, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thỉnh thoảng ông ta lại lau trán vài cái, trông rất chật vật. Hiện giờ ông ta chỉ muốn rời khỏi đây, sau đó báo lại mọi chuyện cho Hoàng Thiên Hành. Thực lực của Dương Thanh vượt xa tưởng tượng của ông ta, chỉ sợ cao thủ đứng đầu của nhà họ Hoàng cũng không phải đối thủ của anh. Chuyện này rất quan trọng, ông ta phải mau chóng báo tin cho gia tộc. Trong khi Cao Hùng đang nơm nớp lo sợ, rốt cuộc Dương Thanh cũng lên tiếng, mau gọi điện cho ông chủ của ông đi. Cao Hùng sững sờ hỏi, cậu nói gì cơ? Tôi không thích lặp lại đâu. Dương Thanh lạnh lùng nói. Cao Hùng xác định mình không hề nghe lầm, Dương Thanh thực sự bảo ông ta gọi điện cho Hoàng Thiên Hành. Ông ta nào dám chậm trễ? Vội vàng gọi điện thoại, mở loa ngoài. Dương Thanh lạnh giọng quát. Cao Hùng ấn loa ngoài, điện thoại nhanh chóng được nối máy. Ông chủ, tôi. Cao Hùng chưa nói hết câu, một giọng già nua đã vang lên, thằng nhóc kia chịu hợp tác với chúng ta chưa? Sắc mặt Cao Hùng rất khó coi. Ông ta vốn định nói Dương Thanh đang ở bên cạnh, thế nhưng Hoàng Thiên Hành không cho ông ta cơ hội mở miệng. Dương Thanh vẫn ở cạnh nhìn chằm chằm ông ta. Cậu ấy từ chối rồi. Bị Dương Thanh nhìn chằm chằm, Cao Hùng sợ phát khóc, chỉ có thể thành thật trả lời. Cái gì? Cậu ta dám từ chối sao? Cậu ta chán sống rồi à? Thật sự nghĩ một mình cậu ta có thể đấu lại gia tộc Vũ Văn sao? Chẳng lẽ cậu ta không biết hợp tác với nhà họ Hoàng mới là cơ hội trả thù duy nhất sao? Hoàng Thiên Hành không cho Cao Hùng nói chen vào, cả giận nói, nếu vậy thì chỉ có thể tiến hành kế hoạch thứ hai, giết cậu ta đi. Chỉ khi cậu ta chết, hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương mới thuộc về chúng ta. Tuy sẽ gặp phải chút phiền phức nhưng còn hơn bị gia tộc khác hất tay trên. Hoàng Thiên Hành rất bình thản, dường như chỉ đang nói chuyện bình thường. Ông chủ! Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ quan hệ tốt với cậu Thanh. Dù sao toàn bộ Chiêu Châu cũng không có mấy ai trẻ tuổi tài cao như cậu ấy. Hơn nữa, nhà họ Hoàng chúng ta phải sợ gia tộc Vũ Văn sao? Tôi tin chỉ cần chúng ta chân thành đối đãi, nhất định cậu Thanh sẽ đồng ý hợp tác. Đến lúc đó hai bên cùng ra tay, dù không diệt được gia tộc Vũ Văn thì vẫn có thể khiến họ bị thiệt hại nặng nề. Dương Thanh không nói gì, Cao Hùng cũng không dám nói ra tình hình hiện tại. Chỉ có thể cố gắng dẫn dắt Hoàng Thiên Hành, nói theo hướng có lợi cho Dương Thanh. Quản gia Cao, ông làm sao vậy? Hoàng Thiên Hành nghi hoặc hỏi, không phải chính ông là người đề ra kế hoạch lần này à? Nếu chúng ta không thu phục được thì phải giết cậu ta rồi thế chỗ, sao bây giờ lại đổi ý rồi? Hơn nữa, từ bao giờ chúng ta phải giúp cậu ta báo thù thế? Chỉ cần giật dây cậu ta Vũ khai chiến với gia tộc Vũ Văn. Chúng ta lại âm thầm trợ giúp thêm một chút là được. Cậu ta chỉ là một quân cờ. Nếu mọi chuyện bại lộ, chúng ta có thể lập tức vứt bỏ cậu ta. Dù gia tộc Vũ Văn biết chúng ta đứng sau gây chuyện nhưng không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể làm gì được. Cao Hùng suýt bật khóc thành tiếng. Sao đồ ngu này lại nói hết toàn bộ kế hoạch ra vậy? Chẳng phải đang đẩy ông ta vào chỗ chết sao? Chắc là ông chủ hiểu sai ý tôi rồi. Tôi muốn nói dù cậu Thanh không chịu hợp tác thì chúng ta cũng không thể đắc tội với cậu ấy. Cao Hùng sợ hãi nhìn Dương Thanh, thấy mặt anh lạnh tanh mới vội vàng nói. Rốt cuộc Hoàng Thiên Hành cũng cảm thấy sai sai. Nếu là ngày thường, chắc chắn Cao Hùng sẽ không tranh luận với lão ta nhiều như vậy. Hoàng Thiên không trả lời ngay, im lặng hồi lâu rồi nói, thằng nhóc kia đang ở cạnh ông à. Đưa điện thoại cho cậu ta đi. Mặc dù người nhà họ Hoàng rất kiêu ngạo nhưng Hoàng Thiên Hành là chủ gia tộc, không phải đầu óc heo. Lão ta quen biết Cao Hùng mấy chục năm, biết rõ ông ta là loại người gì. Sau vài câu nói ngắn ngủi, ông ta nhận ra Cao Hùng đã rơi vào tay Dương Thanh. Đi theo cậu. Cao Hùng nhìn Dương Thanh, dè dặt nói, cậu Thanh, điện thoại của ông chủ Hoàng đây ạ. Dương Thanh nhận điện thoại, để chiếm đoạt hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, ông chủ Hoàng nhọc công thật đấy. Nếu cậu đã biết, tôi cũng không cần nói gì nữa. Bây giờ cậu chọn đi, đồng ý đầu hàng nhà họ Hoàng, tôi sẽ giúp cậu đối phó gia tộc Vũ Văn. Hoàng Thiên Hành nói thẳng vào vấn đề.
lão ta không hề hay biết, đến cả Đông Tà cũng bị Dương Thanh đánh bại dễ như trở bàn tay. Nếu không, sao lão ta dám nói như vậy? Dương Thanh cười nhạo nói, giúp tôi đối phó gia tộc Vũ Văn sao? Ông chủ Hoàng đúng là giả dối. Chết tiệt, cậu nói cái gì? Hoàng Thiên Hành nổi giận giống lên, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Câu nói này đủ để tôi khiến cậu chết không có chỗ chôn đấy. Ông chủ Hoàng biết tôi ghét loại người nào nhất không? Dương Thanh chợt hỏi. Tôi không cần biết cậu ghét ai. Tôi chỉ biết nếu cậu không chịu đầu hàng nhà họ Hoàng, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Hoàng Thiên Hành giận dữ quát. Xem ra giữa chúng ta không còn gì để nói. Dương Thanh châm chọc nhìn Cao Hùng đang sợ run người, cười híp mắt nói, nhưng tôi có thể nói cho ông biết, sau này người nhà họ Hoàng dám đặt chân vào hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, giết không tha. Khiêu khích tôi sẽ là cơn ác mộng lớn nhất đời ông. Dứt lời, Dương Thanh cúp máy luôn. Hoàng Thiên Hành đang ở Yến Đô xa xôi nghe thấy tiếng máy bật, lập tức nổi trận lôi đình chết tiệt. Sao cậu dám cúp điện thoại của tôi? Khi lão ta gọi thêm lần nữa, đối phương đã tắt máy. Hiện giờ lão ta đã ý thức được điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Có lẽ Cao Hùng đang ở cùng đám người Hoàng Chính, tức là Đông Tà cũng ở đó. Vậy mà Cao Hùng vẫn rơi vào tay Dương Thanh, chẳng lẽ Đông Tà đã bị đánh bại rồi sao? Nhưng lão ta không hiểu một thằng nhóc tỉnh lẻ lấy đâu ra can đảm uy hiếp lão ta. Trong phòng họp của công ty hữu hạn Hoàng Hôn Phúc Thọ Viên trên tầng 16 cao ốc Trung Ích ở Giang Hải. Sau khi cúp máy, Dương Thanh tiện tay bóp nát điện thoại của Cao Hùng. Anh híp mắt nhìn ông ta, lạnh giọng nói, xem ra ông chủ của ông đã bỏ rơi ông rồi. Vậy thì tôi chỉ có thể giết ông. Bịch! Cao Hùng quỳ sụp xuống đất, gương mặt nhăn nheo tràn đầy hoảng sợ, xin cậu tha cho tôi một mạng. Tôi chỉ nghe lệnh làm việc, tất cả đều không liên quan tới tôi. Cảnh tượng này rất không thích hợp. Một ông già hơn 60 tuổi quỳ dưới chân một người chưa tới 30 tuổi xin tha. Những người còn lại đều sợ ngây người, không dám hé răng nửa lời. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể cầu mong Dương Thanh sẽ tha cho bọn họ. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta như đang nhìn một xác chết. Yên tâm, ông vẫn còn giá trị lợi dụng, tạm thời chưa chết được đâu. Dương Thanh cười lạnh một tiếng. Anh đứng dậy nói, đi theo tôi. Cao Hùng sửng sốt, lập tức mừng rỡ vội nói, cảm ơn cậu Thanh. Cảm ơn cậu Thanh, bịch. Dương Thanh đang định rời đi, chợt một bóng người xông tới quỳ xuống trước mặt anh, cúi đầu cung kính nói, xin hãy cho tôi đi theo cậu. Cao thủ xếp thứ ba nhà họ Hoàng, Đông Tà. Lão ta làm vậy khiến mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhất là Cao Hùng không ngậm nổi miệng. Đông Tà là cao thứ xếp thứ ba của nhà họ Hoàng, ông ta biết lão ta rất kiêu ngạo. Vậy mà giờ đây lão ta lại chủ động quỳ xuống cầu xin Dương Thanh thu nhận. Đây chính là cao thủ hàng đầu của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đông Tà vốn là người luyện võ, suy nghĩ khác hẳn đám người Cao Hùng. Lão ta tin thực lực của Dương Thanh đã tới cấp bậc tông sư hóa kình. Người như anh có thể nằm trong top đầu thế giới, lão ta không thể nào sánh được với anh, càng không có tư cách sánh với anh. Đến cả sư phụ lão ta luyện cả đời cũng không thể đạt được tới cấp bậc này. Nếu được đi theo Dương Thanh, được anh truyền dạy, lão ta sẽ có cơ hội đạt tới cấp bậc mỗi người luyện võ đều thèm muốn. Ông nghĩ tôi cần một người nhà họ Hoàng, một kẻ phản bội chủ nhân đi theo sao, Dương Thanh lạnh lùng nói. Đông Tà hoảng hốt nhưng vẫn không chịu từ bỏ, tôi chỉ là người làm thuê của nhà họ Hoàng, hợp đồng làm việc cũng hết hạn rồi, không phải phản bội. Từ nay về sau Đông Tà tôi chỉ nguyện đi theo cậu Thanh. Xin cậu Thanh cho tôi thêm cơ hội. Đông Tà thành khẩn nói. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Dương Thanh, không hề nao núng. Bắt tay nhau công kích. Ánh mắt Dương Thanh vẫn tĩnh lặng không hề gợn sóng. Khi tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ đồng ý, anh chỉ đáp lại, ông đi đi. Dứt lời, anh cất bước rời đi. Cái gì, cậu ấy từ chối sao? Đông Tà là cao thủ xếp thứ ba của nhà họ Hoàng. Người mạnh như ông ta chủ động xin đi theo mà còn bị chối á. Đừng quên Đông Tà chẳng chịu nổi một đòn của cậu ấy. Cao thủ như vậy cần Đông Tà đi theo sao? Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Dương Thanh rời đi. Có người nhanh chóng hiểu ra, cao thủ như Dương Thanh đâu cần ai bảo vệ nữa. Đông Tà không kinh ngạc như mọi người, tông sư có kiêu ngạo của riêng mình, sao có thể tùy tiện cho người khác đi theo.
nếu dễ dàng cho người khác đi theo như vậy, chẳng phải thế giới này đầy rẫy tông sư rồi sao? Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Ánh mắt Đông Tà tràn đầy kiên định. Hợp đồng giữa lão ta và nhà họ Hoàng đã sắp hết hạn. Nếu không biết đến Dương Thanh, có lẽ lão ta sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng. Nhưng hiện giờ, có chết lão ta cũng sẽ không làm việc cho nhà họ Hoàng nữa. Lão ta đã lớn tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để tìm thời cơ trở thành tông sư nữa. Gặp được Dương Thanh là cơ hội duy nhất của lão ta. Nhà họ Hoàng muốn giết Dương Thanh là chuyện bất khả thi. Sao lão ta có thể tiếp tục theo nhà họ Hoàng, đắc tội với một sự tồn tại ghê gớm đến mức này chứ? Còn Dương Thanh đã dẫn Cao Hùng rời đi. Cao Hùng nơm nớp lo sợ đi theo Dương Thanh, không biết Dương Thanh muốn đưa mình đi đâu, cũng không biết tại sao Dương Thanh muốn dẫn mình đi. Chỉ biết chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng may là tạm thời Dương Thanh sẽ không giết mình. Chỉ cần không chết, nhất định sẽ có cơ hội. Nửa tiếng sau, một chiếc xe lái thẳng vào một khu biệt thự. Cậu Thanh, sao cậu lại tới đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quan Tuyết Tùng thấy Dương Thanh tới, kinh ngạc hỏi. Bây giờ Quan Tuyết Tùng đã hoàn toàn quản lý nhà họ Quan. Quan Chính Sơn nghỉ hưu ở nhà trồng vườn, hưởng thụ cuộc sống bình yên. Ông ta là quản gia nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Tạm thời nhờ nhà họ Quan chăm sóc cẩn thận, nếu ông ta biến mất, tôi sẽ hỏi tội anh. Dương Thanh nghiêm mặt nói. Quan Tuyết Tùng sửng sốt, không ngờ lão già khọm này lại là quản gia nhà họ Hoàng. Cậu Thanh cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ không cho ông ta ra khỏi nhà họ Quan nửa bước. Quan Tuyết Tùng hiểu Dương Thanh muốn giam lỏng người quản gia này. Không cần coi trọng ông ta quá, dám có ý đồ ý cứ giết đi, Dương Thanh lại dặn dò. Cao Hùng sợ xanh mặt, vốn đang định chờ sau khi Dương Thanh rời đi sẽ nghĩ cách dụ dỗ, uy hiếp nhà họ Quan thả mình rời đi. Bây giờ xem ra, đây là chuyện không thể. Vâng thưa cậu Thanh, Quan Tuyết Tùng vội đáp. Đồng thời anh ta cũng vô cùng kích động, đến cả quản gia nhà họ Hoàng Dương Thanh cũng dám giam lỏng, còn giao cho nhà họ Quan phụ trách, chứng tỏ anh tin tưởng bọn họ. Xử lý xong chuyện Cao Hùng, Dương Thanh lập tức rời đi. Cùng lúc đó, một tin tức động trời truyền ra khắp Yến Đô, quản gia nhà họ Hoàng bỏ mạng nơi xứ người. Người ở Yến Đô đều bàng hoàng, khắp nơi bàn tán xôn xao. Cao Hùng chết rồi sao? Nghe nói nhà họ Hoàng được như ngày hôm nay đều nhờ công Cao Hùng. Hoàng Thiên Hành được làm chủ gia tộc cũng nhờ Cao Hùng trợ giúp thể hiện tài năng xuất sắc vượt trội với những người thừa kế còn lại. Đúng là có tin đồn nói Cao Hùng đã dày công giúp đỡ Hoàng Thiên Hành. Bây giờ Cao Hùng đã chết, chỉ e ngày tháng sau này của Hoàng Thiên Hành sẽ không yên ổn. Lúc đầu có 3 người cạnh tranh vị trí chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên Hành là người không có hy vọng nhất trong 3 người. Sau này nhờ có Cao Hùng, lão ta mới được làm chủ gia tộc. Xem ra nhà họ Hoàng sắp xảy ra biến cố lớn rồi. Mọi người đều biết tầm quan trọng của Cao Hùng đối với Hoàng Thiên Hành. Bây giờ có tin Cao Hùng bỏ mạng nơi xứ người, chắc chắn sẽ gây ra chấn động cực lớn. Các gia tộc có thù oán với nhà họ Hoàng cũng dục dịch đợi nhà họ Hoàng lục đục nội bộ, nói không chừng sẽ tự diệt vong. Trong một khu biệt thự cổ kính rộng lớn ở Yến Đô. Một bóng người già nua đang ngồi trong căn biệt thự lớn nhất, bên dưới lão ta còn một vài người khác. Chủ gia tộc nên cho chúng tôi một lời giải thích đi chứ. Rốt cuộc Cao Hùng đã xảy ra chuyện gì? Một lão già có chòm râu dê ngồi kế tiếp Hoàng Thiên Hành lên tiếng chất vấn. Hoàng Thiên Nhai, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Cao Hùng vẫn chưa chết, kẻ khác đang cố tình tung tin để chèn ép nhà họ Hoàng, khiến chúng ta nội chiến để thừa cơ đối phó. Hoàng Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Lão ta làm chủ gia tộc bao nhiêu năm nay, mỗi lần gia tộc gặp chuyện, người anh ruột này đều chạy tới gây rối. Hoàng Thiên Nhai là anh hai của lão ta, cũng từng tranh đoạt vị trí chủ nhà với lão ta. Chủ gia tộc, chú giải thích quá gượng ép, bây giờ tin tức truyền đi khắp nơi, chú lại nói là người khác cố tình tung tin đồn nhảm. Vậy tôi hỏi chú, Cao Hùng đâu? Chỉ cần chú có thể khiến ông ta xuất hiện ngay bây giờ thì bọn tôi đâu cần phải tìm chú. Chú bảo Cao Hùng trực tiếp ra mặt giải quyết chuyện này thì bây giờ đâu phải rắc rối như vậy. Hoàng Thiên Nhai lạnh lùng chất vấn, ý muốn Cao Hùng ra mặt. Tôi nói rồi, Cao Hùng ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật theo lệnh của tôi. Chuyện này rất quan trọng, hiện giờ không thể để bất cứ ai biết được, Hoàng Thiên Hành cả giận nói.
Dù người khác có nói gì, lão ta chỉ đáp lại một câu như vậy. Hừ! Hoàng Thiên Nhai đập bàn đứng dậy, Hoàng Thiên Hành, đến nước này rồi chú vẫn muốn lừa gạt chúng tôi sao? Chú nói Cao Hùng đi làm nhiệm vụ chú giao cho. Thế chú nói xem đó là nhiệm vụ gì? Đừng lấy lý do chó má gì đó để lừa gạt chúng tôi. Nếu chú cảm thấy đám già chúng tôi đều muốn làm tổn hại lợi ích của gia tộc thì có thể lựa chọn không nói. Hoàng Thiên Nhai không coi Hoàng Thiên Hành ra gì, chả buồn gọi chủ gia tộc nữa. Hoàng Thiên Nhai nói không sai, nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng đấy, phải giải thích rõ ràng. Nếu không giải thích được thì cút khỏi vị trí chủ gia tộc được rồi đấy. Tất cả mọi người đều nổi giận, nói chuyện rất quá đáng. Sắc mặt Hoàng Thiên Hành cực kỳ khó coi. Bọn họ không thương lượng với lão ta mà đang ép lão ta nhường lại vị trí chủ gia tộc. Nếu lão ta không thể khiến Cao Hùng ra mặt, chỉ sợ bọn họ thực sự dám đuổi lão ta xuống khỏi vị trí này. Bởi vì bọn họ là nhóm trưởng lão của nhà họ Hoàng. Nếu bọn họ bắt tay nhau sẽ có tư cách bãi nhiệm lão ta. Cho tôi một ngày, trước giờ này ngày mai tôi sẽ nói cho các người biết kế hoạch của tôi. Hoàng Thiên Hành bỗng lên tiếng, nghiêm giọng nói, nếu các người kiên quyết ép buộc, đừng trách tôi không khách sáo. Đừng quên tôi mới là chủ nhà họ Hoàng. Bị điên rồi. Mặc dù nhóm trưởng lão nhà họ Hoàng có quyền thế rất lớn nhưng Hoàng Thiên Hành vẫn là chủ nhà họ Hoàng. Hoàng Thiên Hành đã nói như vậy, bọn họ còn tiếp tục ép hỏi quả thực rất quá đáng. Lỡ như làm lớn chuyện, toàn bộ nhà họ Hoàng đều gặp phải nguy cơ. Được, vậy thì cho chú một ngày. Trước giờ này ngày mai nếu chú vẫn không giải quyết được dư luận xã hội thì hãy chủ động rời khỏi vị trí chủ gia tộc đi. Hoàng Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo bỏ đi. Trong nhà họ Hoàng chỉ có Hoàng Thiên Hành và Hoàng Thiên Nhai tranh đấu kịch liệt nhất. Hoàng Thiên Nhai đã bỏ đi, những người còn lại trong nhóm trưởng lão cũng không cần tiếp tục ép buộc, lục tục rời đi. Dương Thanh, tại cậu ép tôi thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Thiên Hành tức giận nói. Có lẽ người khác không biết nhưng lão ta đương nhiên biết rõ Dương Thanh chính là người cố ý lan truyền tin tức Cao Hùng đã chết. Đúng là Dương Thanh phao tin này. Anh vốn định tới nhà họ Hoàng một chuyến nhưng bây giờ chưa phải lúc tới Yến Đô. Thế là anh sai người điều tra, biết được Cao Hùng là người giúp Hoàng Thiên Hành trèo lên vị trí chủ gia tộc. Ngoài ra, còn biết Hoàng Thiên Nhai luôn đợi Hoàng Thiên Hành phạm sai lầm để thế chỗ. Ông chủ, cậu Hoàng chính về rồi. Đúng lúc này, một người giúp việc chạy vào báo tin. Bảo nó tới gặp tôi. Hoàng Thiên Hành giận dữ quát. Ông chủ, cậu ấy. Người giúp việc rất khó xử, dường như không dám nói ra. Sốt cuộc Hoàng chính bị làm sao? Hoàng Thiên Hành đứng bật dậy, chợt có cảm giác không lành. Cậu ấy điên rồi. Người giúp việc không dám giấu giếm, cuối cùng cũng nói ra chân tướng. Cái gì? Nghe vậy, Hoàng Thiên Hành chết sững người. Lão ta nổi trận lôi đình, Dương Thanh, tao phải giết mày. Hoàng chính là con trai duy nhất của lão ta. Trước giờ luôn bị con của Hoàng Thiên Nhai là Hoàng Trung chèn ép. Vậy nên lúc trước Hoàng Trung mới là người thừa kế của gia tộc. Nếu Hoàng Trung không bị Dương Thanh bắt quỳ xuống trước mặt mọi người làm bẽ mặt nhà họ Hoàng thì Hoàng Chính làm gì có hy vọng trở thành người thừa kế. Vậy mà giờ đây, Hoàng Chính lại bị điên. Hoàng Thiên Hành đang cực kỳ tức giận, lão ta đẩy người giúp việc ra, lao ra khỏi biệt thự. Cậu đừng tới đây, đừng tới nữa. Tôi không đến Giang Hải nữa đâu, không dám trêu chọc cậu nữa đâu, xin cậu đừng tới đây nữa, tôi biết sai rồi mà. Tôi không cần gì hết, tôi sẽ cho cậu mảnh đất kia, xin cậu đừng giết tôi. Hoàng Thiên Hành vừa ra ngoài đã thấy một bóng người trung niên chật vật hoảng sợ kêu gào. Ông ta chính là Hoàng Chính, con trai duy nhất của Hoàng Thiên Hành. Hiện giờ Hoàng Chính đang núp vào một góc, toàn thân run rẩy. Hai mắt trợn trừng như đang gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng. Người nhà họ Hoàng kinh ngạc vây xem, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Chính. Hoàng Thiên Hành nổi giận gầm lên, chen vào trong. Cậu đừng qua đây, xin cậu đừng qua đây. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi dập đầu lại cậu, xin cậu đừng giết tôi. Thấy Hoàng Thiên Hành lao tới, Hoàng Chính hoảng sợ quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh. Cộp cộp cộp. Hoàng Chính không ngừng dập đầu, dập xong đều hoảng sợ hét lên, cậu đừng tới đây. Hoàng Chính, bố là bố con đây. Hoàng Thiên Hành vô cùng kích động,
nắm chặt vai ông ta, đỏ mắt nói. Ngày tàn của gia tộc. Lão ta chỉ có hai đứa con, một trai một gái. Con gái là Hoàng Mai, lúc trước ở Giang Hải ích kỷ tư lợi, giết chết Hoàng An con trai của Hoàng Trung để vu oan Dương Thanh, bị Hoàng Trung phát hiện và giết chết. Bây giờ lão ta chỉ còn một đứa con trai, bây giờ lại bị điên không nhận ra lão ta. Nỗi thù hận trong lòng Hoàng Thiên Hành ngày càng nồng đậm. Nếu không phải vì Dương Thanh, sao con gái tôi lại phải chết? Nếu không vì nó, sao con trai tôi lại nổi điên? Tất cả đều tại Dương Thanh, mày hủy hoại cả nhà tao. Đã vậy, tao nhất định phải khiến mày nếm trải cảm giác này. Hoàng Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói, đánh vào cổ Hoàng Chính khiến ông ta ngất xỉu. Đưa Hoàng Chính đi bệnh viện, lão ta ra lệnh lập, người làm thức dẫn Hoàng Chính đi. Sau đó lão ta trở lại biệt thự gọi một cuộc điện thoại, chuẩn bị lễ hỏi tới nhà họ Ngải. Cùng lúc đó ở phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của chi nhánh Giang Hải thuộc tập đoàn Nhạn Thanh. Tần Y kinh ngạc nhìn hợp đồng tặng không mảnh đất bên bờ sông Lão Long vô điều kiện. Rốt cuộc anh làm thế nào vậy? Cô ta ngạc nhiên nói, mảnh đất này đã bị nhà họ Hoàng trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô bỏ ra 1,5 tỷ mua về, sao lại tặng không cho anh? Dương Thanh cười đáp, chắc tại thấy anh đẹp trai nên tặng luôn. Tần Y trừng mắt nói, mặt của anh đáng tiền thế cơ à? Hay là lại giúp công ty lấy thêm vài mảnh đất miễn phí nữa đi? Dương Thanh lắc đầu cười, em đừng bắt nạt anh nữa. Có lẽ sắp tới anh sẽ phải rời khỏi Giang Hải. Đến lúc đó anh sẽ giao cho em toàn bộ quyền quản lý công ty. Anh dự định đi đâu? Nghe vậy, Tần Y bỗng cảm thấy lo lắng. Cô ta đã biết thân phận của Dương Thanh. Dương Thanh vừa chiếm được mảnh đất của nhà họ Hoàng đã phải rời đi, rất có thể anh đang gặp phiền phức lớn gì đó. Tuy Tần Y mới vào làm việc không lâu nhưng nhờ Dương Thanh âm thầm dạy bảo, cô ta đã có năng lực đảm đương mọi việc. Làm tổng giám đốc lâu như vậy, cô ta cũng có mắt nhìn. Dương Thanh rời đi chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt Tần Y, Dương Thanh mỉm cười, em quen anh lâu như vậy, có bao giờ anh khiến em thất vọng chưa? Dương Thanh tự tin như vậy, Tần Y cũng bớt lo hơn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Dương Thanh thực sự rất lợi hại, nhưng lần này anh đắc tội với nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Em sẽ không hỏi anh muốn làm gì, em chỉ mong anh hãy bảo vệ tốt chính mình, vì chị và Tiêu Tiêu, nhất định phải bình an trở về, Tần Y chân thành nói. Dương Thanh cảm động gật đầu, trong lòng ấm áp, được, anh hứa với em. Anh vốn định đợi một đoạn thời gian nữa mới đi Yến Đô, nào ngờ chiều hôm đó đã nhận được một tin khiến anh không thể không xuất phát ngay lập tức. Anh Thanh, chị Lâm sắp kết hôn rồi. Tối đó, Dương Thanh nhận được điện thoại của Mã Siêu, nghe thấy tin động trời này. Ngài Lâm sắp kết hôn sao? Dương Thanh kinh ngạc hỏi, kết hôn với ai? Bây giờ tự nhiên có tin Ngài Lâm sắp kết hôn, quả thực rất bất thường. Hơn nữa, Dương Thanh biết Mã Siêu thích Ngài Lâm. Lúc trước anh phái Mã Siêu tới Yến Đô bảo vệ Lạc Bân cũng là để tạo cơ hội cho hai người gặp gỡ. Nghe nói hai bọn họ đã bắt đầu có chút gì đó. Vậy nên Dương Thanh không thể trơ mắt đứng nhìn Ngải Lâm gả cho người đàn ông khác ngoài Mã Siêu. Anh ta họ Vương, là gia tộc được nhà họ Hoàng nâng đỡ, địa vị ở Yến Đô tương đương nhà họ Ngải, Mã Siêu đáp. Nhà họ Hoàng. Dương Thanh chợt hiểu ra tại sao Ngải Lâm lại đột ngột kết hôn. Ý của anh là Ngải Lâm kết hôn có liên quan tới nhà họ Hoàng sao? Mã Siêu giật mình hỏi. Dương Thanh kể lại thủ oán giữa anh với nhà họ Hoàng một lượt. Nghe xong, Mã Siêu mới biết trong lúc mình không ở Giang Hải đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhà họ Hoàng đúng là không biết điều, Mã Siêu cắn răng nói. Dương Thanh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, vậy thì chúng ta phải tới lễ cưới một chuyến. Anh Thanh định tới Yến Đô à? Mã Siêu ngạc nhiên hỏi. Anh ta biết Yến Đô có ý nghĩ gì với Dương Thanh? 18 năm trước. Dương Thanh và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc. Trước khi rời khỏi Yến Đô, gia tộc Vũ Văn từng uy hiếp hai mẹ con anh không được bước vào Yến Đô nửa bước. Mặc dù giờ đây gia tộc Vũ Văn muốn anh trở về nhưng Dương Thanh chưa bao giờ muốn vậy, chỉ có thù hận sâu đậm với gia tộc. Hơn nữa, Dương Thanh cũng từng hùng hồn tuyên bố, ngày tôi trở về Yến Đô sẽ là ngày tàn của gia tộc Vũ Văn. Sỉ nhục nhà họ Vương. Dương Thanh cũng đã nghĩ đến lời mình từng nói.
nhưng đây chỉ là lời nói tức giận khi anh mới bị đuổi khỏi Yến Đô. Không đến mức xóa sổ gia tộc Vũ Văn, nhưng vẫn phải khiến một số người hối hận. Một ngày nào đó, anh muốn bước vào gia tộc Vũ Văn hỏi người đàn ông kia tại sao lúc trước lại nhẫn tâm đuổi người mẹ yếu đuối và đứa con thơ dại ra khỏi gia tộc. Đuổi khỏi gia tộc đã đành, sao còn bắt hai mẹ con rời khỏi Yến Đô, cả đời không được quay về. Nếu ông ta không cho anh lời giải thích hợp lý, hủy diệt cả gia tộc Vũ Văn cũng không thành vấn đề. Yên tâm, tôi với gia tộc Vũ Văn chưa đến mức một mất một còn. Lần này tôi tới Yến Đô chỉ vì Ngải Lâm. Dương Thanh im lặng một lúc rồi đáp. Anh vẫn muốn tới gia tộc Vũ Văn, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Lần này chỉ vì Ngải Lâm. Hơn nữa, Ngải Lâm bị ép gả vào nhà họ Vương cũng vì bị anh liên lụy. Nhất định nhà họ Hoàng biết quan hệ của anh với Ngải Lâm nên mới cố tình làm vậy, ép anh ra mặt. Ngải Lâm còn là người bạn thân thiết của anh, Mã Siêu là anh em thân thiết như ruột thịt của anh. Nếu giữa hai người họ không có hy vọng, Ngải Lâm muốn gả cho người khác Dương Thanh sẽ vui vẻ chúc phúc. Nhưng hiện giờ bọn họ đã nảy sinh tình cảm, chắc chắn cuộc hôn nhân này không phải ý muốn của Ngải Lâm. Nhà họ Hoàng đã nhúng tay, anh nhất định phải tự mình xử lý. Cảm ơn anh Thanh. Mã Siêu biết ơn nói. Anh ta biết rõ Yến Đô có ý nghĩa gì với Dương Thanh. Nếu có thể, Dương Thanh không muốn đặt chân tới vùng đất tràn đầy ký ức đau thương kia nữa. Bây giờ anh ấy lại vì mình, không thể không về. Nếu mấy tên ở biên giới phía Bắc biết được, chắc chắn sẽ rất ghen tị. 9 giờ sáng hôm sau, một chiếc máy bay Boeing 747 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yến Đô. Một chàng trai trẻ tuổi chậm rãi cất bước đi ra. Trở lại nơi này, Dương Thanh không khỏi kích động. Vô số ký ức lần lượt hiện lên trong đầu anh. Có tốt đẹp, nhưng đa phần đều là đau thương. Yến Đô, tôi trở về rồi. Dương Thanh hít sâu một hơi thưởng thức không khí mới mẻ, cảm xúc phức tạp dần ổn định, chỉ còn sát khí cuồn cuộn. Nhiều năm rồi mới trở lại Yến Đô, tất cả đều khác với 18 năm trước. Cao ốc mấy trăm tầng có ở khắp nơi. Thành phố trung tâm của toàn bộ Chiêu Châu rất phồn hoa. Nhưng có tốt đến đâu cũng không thể xóa nhòa nỗi đau anh và mẹ đã phải chịu ở nơi này. Chết tiệt, thằng ngu này mày mù à? Dám va vào người tao, chán sống rồi phải không? Dương Thanh đang định rời đi thì bị người ta va vào lưng, sau đó là một chàng chửi rủa. Anh quay lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc toàn đồ đắt tiền đang phách lối nhìn mình chằm chằm. Anh ta đeo tai nghe, tay cầm điện thoại. Đường rộng như vậy mà anh ta vẫn va vào người Dương Thanh. Chắc chắn là vừa nãy mải nghịch điện thoại không nhìn đường nên mới va vào lưng anh. Vậy mà anh ta lại mắng Dương Thanh mắt mù, đụng trúng anh ta. Hình như anh nhầm rồi. Tôi đứng đằng trước, anh đi từ phía sau tới, sao lại nói tôi va vào anh? Dương Thanh lạnh giọng nói, anh mới là thằng mù. Con mẹ nó, còn dám cãi, tao nói mày mù thì chính là mày mù, nói mày va vào tao thì chính là mày va vào tao. Có biết tao là ai không hả? Tao tên Vương Vũ, ông nội tao là Vương Hổ, chủ nhà họ Vương của Yến Đô này đấy. Mày dám đắc tội tao, có tin tao cho mày không lăn lộn nổi một ngày ở Yến Đô không? Chàng trai tên Vương Vũ vô cùng hống hách, phát huy triệt để thân phận cao quý của mình. Anh ta cố ý nói lớn tiếng như sợ người ta không biết mình là ai. Quả thực anh ta đã thành công thu hút mọi người tới vây xem. Sau khi nghe thấy đối phương tự giới thiệu, Dương Thanh cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Ngải Lâm bị ép gả vào nhà họ Vương, chủ gia tộc tên là Vương Hổ. Mà Vương Vũ nói mình cũng là người nhà họ Vương, ông nội là chủ gia tộc cũng tên là Vương Hổ. Rõ ràng, gia tộc của Vương Vũ chính là đích đến hôm nay của anh. Không ngờ ở sân bay cũng có thể gặp được người nhà họ Vương. Đúng là duyên phận. Sỉ nhục nhà họ Vương. Nghe giọng của cậu ta, chắc là người ngoài tới. Có lẽ cậu ta còn chưa biết địa vị của nhà họ Vương ở Yến Đô đâu. Cậu ta đã đắc tội nhà họ Vương, chỉ e không còn hy vọng rời khỏi Yến Đô nữa. Người kia tên là Vương Vũ, được mệnh danh là Tiểu Ma Vương ở Yến Đô. Đứa cháu được chủ nhà họ Vương cưng chiều nhất. Này chàng trai, cậu mới tới Yến Đô, chắc chưa biết địa vị của nhà họ Vương. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, cậu mau xin lỗi người ta đi, biết đâu còn có đường sống. Phải đấy, mau xin lỗi đi. Chuyện nhỏ như vậy mất mặt không sao, nhưng mất mạng thì không đáng. Hai người cãi cọ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Thậm chí còn có vài người lớn tuổi tốt bụng nói cho Dương Thanh biết địa vị nhà họ Vương ở Yến Đô, khuyên anh xin lỗi. Vương Vũ rất thích cảm giác được chú ý, đắc ý khoanh tay nhìn chằm chằm Dương Thanh, híp mắt nói, bây giờ mày biết tao là ai chưa? Nể tình mày từ nơi khác đến, chưa biết tao là ai, tao có thể cho mày một cơ hội sống. Quỳ xuống cầu xin tao đi, tao sẽ tha cho. Nếu không, mày sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu. Vương Vũ kiêu căng yêu cầu Dương Thanh quỳ xuống xin mình, lời nói sặc mùi uy hiếp. Mọi người xung quanh đều kinh hãi, đồng tình nhìn Dương Thanh. Trêu chọc ai không trêu? Trêu vào tiểu ma vương, chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Ánh mắt Dương Thanh dần lạnh xuống. Anh tới Yến Đô để giải quyết cuộc hôn nhân của Ngải Lâm, thế nhưng chưa tới nhà họ Vương đã chạm mặt với người nhà họ Vương ở sân bay, đối phương còn dám bắt anh quỳ xuống xin tha. Chàng trai trẻ mau xin lỗi đi, không là chết đấy. Đúng vậy, đừng hành động nông nổi, vì chuyện này mà mất mạng quá uổng phí. Lần này coi như một bài học, khắp nơi ở Yến Đô đều có người của các gia tộc lớn, nhất định phải thật cẩn thận. Nhiều người có lòng tốt không ngừng khuyên nhủ. Dù sao Dương Thanh vẫn còn rất trẻ, nếu chỉ vì việc nhỏ này mà bị giết thì đúng là bi kịch. Tao bảo mày quỳ xuống xin tha cơ mà, mày điếc à? Nếu tao hết kiên nhẫn, mày có dập nát đầu tao cũng không tha đâu. Thấy Dương Thanh không chịu quỳ, Vương Vũ càng thêm tức giận. Xung quanh đều có người vây xem. Anh ta là đứa cháu được chủ nhà họ Vương yêu thương nhất, không thể bị mất mặt. Anh ta cho rằng, Dương Thanh không lập tức quỳ xuống xin tha là làm mất mặt mình. Mày phách lối thật đấy. Dương Thanh không những không tức giận mà còn cười híp mắt nói, nhà họ Vương thì sao? Chỉ vì là người nhà họ Vương mà mày có thể tùy ý làm bậy, mình sai nhưng bắt người khác quỳ xuống sao? Con láo toét là lỗi của bố. Bố mày không dạy mày phải sống khiêm tốn à? Không phải người nhà họ Vương đều vô giáo dục như mày đấy chứ? Dương Thanh cười lạnh liên tục chất vấn. Nghe anh nói vậy, tất cả đều sợ ngây người. Trong mắt bọn họ, nhà họ Vương chính là con quái vật khổng lồ. Dương Thanh lại dám sỉ nhục người nhà họ Vương vô giáo dục ngay trước mặt mọi người. Thằng danh con, mày nói cái gì? Vương Vũ nổi trận lôi đình, mặt mày tối sầm. Anh ta lớn như vậy, lần đầu tiên thấy một người cùng độ tuổi với mình dám sỉ nhục nhà họ Vương ở chốn đông người. Không chỉ sỉ nhục nhà họ Vương, mà là chửi toàn bộ người trong nhà họ Vương. Tao nói người nhà họ Vương là một đám khốn nạn, vô giáo dục. Chẳng lẽ tao nói sai sao? Dương Thanh châm chọc nói. Nếu anh ta là người nhà họ Vương, anh không ngại chơi anh ta một vố. Tao phải giết mày. Vương Vũ nổi giận lao vào tới chỗ anh. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện. Rầm. Tiếng va chạm thật lớn vang lên. Mọi người khiếp sợ nhìn cơ thể Vương Vũ bị đá bay, miệng phun máu. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Anh Thanh. Mã Siêu cung kính đứng trước mắt Dương Thanh. Vừa nãy Mã Siêu chính là người đá bay Vương Vũ. Quá ngây thơ. May mà Mã Siêu nương tay, nếu không Vương Vũ đã không thể sống sót sau cú đá kia. Tao là cháu trai của chủ nhà họ Vương, mày dám đá tao sao? Vương Vũ lồm cồm bò dậy, không thể tin nổi. Đầu tóc rối mù, tai nghe rơi bên cạnh, toàn thân dính đầy bụi đất, khóe miệng rướm máu. Trước ngực còn in một dấu chân lớn. Mày là cái thá gì? Đánh mày thì sao? Giết mày cũng chả sao đâu, toàn thân Mã Siêu tỏa ra sát khí. Anh ta vốn đang bực bội vì Ngải Lâm bị ép lấy chồng, không có chỗ xả giận. Tới đón Dương Thanh lại phát hiện có người dám mắng chửi anh. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, Vương Vũ đã ngỏm từ lâu rồi. Mày còn dám mắng tao sao? Vương Vũ nổi giận nắm chặt hai tay. Nhưng Mã Siêu có thể một chân đá bay anh ta. Vương Vũ không đấu lại được, lúc này anh ta cũng chỉ dám mạnh miệng chứ không dám ra tay. Không cần lãng phí thời gian với một tên rác rưởi. Chúng ta đi thôi, Dương Thanh không thèm nhìn Vương Vũ, quay lưng rời đi. Mã Siêu nghe lời buông tha Vương Vũ, vội vàng đuổi theo anh. Những người biết thân phận của Vương Vũ đều sững sờ. Đánh xong cháu trai yêu quý của chủ nhà họ Vương liền nghênh ngang rời đi sao? Vương Vũ cực kỳ giận dữ. Từ nhỏ anh ta đã sống trong nhung lụa, đi tới đâu cũng là tiêu điểm trong mắt mọi người. Bây giờ lại bị một người cùng thế hệ đánh ở nơi đông người, đánh xong còn không thèm nhìn anh ta một cái, nghênh ngang bỏ đi.
Chết tiệt, tao sẽ cho mày biết đắc tội với tao sẽ có hậu quả gì. Vương Vũ dữ tợn nói. Cậu Vũ sao thế? Đúng lúc này, một người đàn ông béo mập dẫn theo hai vị sĩ đi tới. Trông thấy bộ dạng thê thảm của Vương Vũ, ông ta không khỏi hoảng hốt. Con mẹ nó, ông đây bị người ta đánh rồi các người mới mò đến à? Vương Vũ tát mạnh vào mặt người trung niên mập mạp, tức giận quát. Ông ta sợ hãi vội nói, xin lỗi cậu Vũ, tại tôi tới muộn. Nghĩ cách tìm hai thằng chó kia cho tôi. Chúng nó dám đánh tôi phải khiến chúng nó sống không bằng chết. Vương Vũ hung hăng quát. Cậu Vũ yên tâm, tôi lập tức đi điều tra xem kẻ nào dám đánh cậu. Người trung niên biết tính tình của Vương Vũ, không dám thanh minh vội vàng cam đoan. Lúc này, Dương Thanh và Mã Siêu đã rời khỏi sân bay đi tới khách sạn Đế Đô. Đây là khách sạn 5 sao của Yến Đô, bên trong cực kỳ xa hoa sang trọng. Nhiều gia tộc ở Yến Đô đều tới đây tổ chức tiệc mừng. Nhà họ Vương và nhà họ Ngải đều là gia tộc có tiếng ở Yến Đô. Hai nhà này trở thành thông gia là chuyện vô cùng chấn động. Đến khi tới khách sạn Đế Đô, trong bãi đỗ xe trước cổng khách sạn đã dày đặc đủ loại xe sang, hầu như đều có giá trị mấy chục triệu. Ngoài cổng khách sạn bày một bức ảnh cưới. Cô gái trong ảnh trông rất khó chịu, chàng trai lại tươi cười vui vẻ. Cô gái khó chịu kia chính là Ngải Lâm. Bên trong khách sạn trải thảm đỏ nối thẳng tới phòng tiệc. Phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều treo giải lụa nhiều màu và bóng bay. Người ngồi đông nghịt trong phòng tiệc rộng lớn, ăn uống linh đình, không khí vô cùng náo nhiệt. Không ai chú ý tới sự xuất hiện của Dương Thanh. Mã Siêu tìm được chỗ ngồi, kéo ghế cho Dương Thanh. Anh ung dung ngồi xuống. Anh Thanh, bọn họ chuẩn bị thật đầy đủ. Mã Siêu bỗng châm chọc một câu, quan sát bốn phía, nhưng đều là một đám ô hợp. Dương Thanh cũng cảm thấy ngay khi bọn họ ngồi xuống đã có mấy luồng sát khí quét tới. Rõ ràng, đám cưới hôm nay là tác phẩm của nhà họ Hoàng để nhằm vào anh. Nhưng bọn họ tưởng mấy tên tép siêu này có thể bắt anh lại sao? Không thể không thừa nhận, đám người này quá ngây thơ. Đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest cầm ly rượu cười híp mắt đi tới. Anh ta vỗ vai người đang ngồi cạnh Dương Thanh. Người kia nổi giận quát, kẻ nào dám, chợt người kia im bặt. Bởi vì anh ta đã nhìn thấy mặt của người vỗ vai mình, hoảng sợ suýt tè ra quần, vội nói, anh Hải. Người đó là Vương Hải, cháu trai trưởng của chủ nhà họ Vương, được ông nội coi trọng giao nhiều việc kinh doanh cho anh ta xử lý. Người kết hôn với Ngải Lâm chính là em ruột của Vương Hải. Cậu đổi chỗ đi, Vương Hải lạnh lùng nói. Vâng, vâng thưa anh Hải. Người kia nào dám cự tuyệt, vội vàng đứng lên nhường chỗ. Chết không nhắm mắt. Vương Hải ngồi xuống bật cười nhìn Dương Thanh, trông anh có chút lạ mặt, không biết là cậu chủ nhà nào. Lúc anh ta đi tới, Dương Thanh đã chú ý đến. Rõ ràng anh ta chính là người nhà họ Hoàng sắp xếp tới thăm dò anh. Dương Thanh ngó lơ anh ta, uống hết trà trong ly. Mã Siêu vội vàng đứng dậy rót đầy trà cho anh. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh chỉ ung dung lắc lư ly trà sứ màu trắng trong tay. Vương Hải cau mày. Anh ta là cháu trai trưởng của chủ nhà họ Vương, người thừa kế tương lai lại bị người ta ngó lơ như vậy rất mất mặt. Nhất là đám người trẻ tuổi xung quanh đều đang quan sát anh ta. Bị Dương Thanh ngó lơ chẳng khác nào đang bị vả mặt bôm bốp. Anh đúng là không biết lễ phép, chú rể hôm nay là em trai tôi cũng được coi như chủ nhà. Chủ nhà hỏi chuyện anh lại làm như không nghe thấy, coi thường tôi vậy sao? Vương Hải được dạy dỗ rất tốt. Dù đang tức giận nhưng vẫn cố kìm nén. Chỉ là trong mắt anh ta tràn đầy sát khí. Đám cưới này rất vội vàng, hôm qua vừa quyết định, hôm nay đã tổ chức. Có lẽ người khác không biết được nguyên nhân sâu xa, nhưng anh ta là người có địa vị cao trong gia tộc, đương nhiên sẽ biết. Anh ta chủ động tiếp cận Dương Thanh cũng là lệnh của nhà họ Hoàng. Nhà họ Vương được nhà họ Hoàng nâng đỡ, yêu cầu của nhà họ Hoàng chính là mệnh lệnh với bọn họ. Dương Thanh dám đắc tội nhà họ Hoàng chính là tự tìm chết. Anh ấy không thích nói nhảm với người lạ, có chuyện gì thì nói, không thì cút đi. Mã Siêu chợt lên tiếng. Anh ta không thèm nói nhỏ giọng, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Tất cả đều cực kỳ khiếp sợ. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Vương, Vương Hải là cháu trai trưởng của chủ nhà họ Vương, thân phận cao quý cỡ nào. Thế mà giờ đây lại bị một người trẻ tuổi xua đuổi trước mặt mọi người.
rõ ràng là đang sỉ nhục nhà họ Vương. Ở Yến Đô có 8 gia tộc đứng đầu, mỗi một gia tộc trong số đó lại nâng đỡ rất nhiều gia tộc khác. Nhà họ Vương chính là gia tộc được nhà họ Hoàng nâng đỡ. Vậy nên sỉ nhục nhà họ Vương chẳng khác nào đang sỉ nhục nhà họ Hoàng. Sau một hồi chết lặng, mọi người nhao nhao bàn tán. Rốt cuộc chàng trai kia là ai? Sao dám quát vào mặt Vương Hải ở trước mặt mọi người? Vương Hải là cháu trai trưởng của chủ nhà họ Vương, dù còn trẻ nhưng đã tiếp quản nhiều mối làm ăn của gia tộc, được chủ gia tộc yêu thích. Sao anh ta dám sỉ nhục Vương Hải? Xem ra hai người trẻ tuổi này đến đây không có ý gì tốt. Đám người bàn tán ầm ĩ, ai cũng kinh ngạc. Nhiều người nhìn Dương Thanh và Mã Siêu với ánh mắt đồng tình. Gây chuyện trong ngày vui của nhà họ Vương chính là tự tìm đường chết. Sắc mặt Vương Hải tối sầm lại. Tuy anh ta biết Dương Thanh không đơn giản nhưng không ngờ mình chưa kịp nói gì đã bị Dương Thanh đuổi đi trước mặt mọi người. Chó của anh hơi đáng ghét đấy. Anh đã không dạy dỗ được, tôi đành dạy lại hộ anh. Vương Hải không thèm để ý tới Mã Siêu, chỉ híp mắt nhìn Dương Thanh. Ngay sau khi anh ta dứt lời, hai tên đàn ông cao to đi tới định cưỡng chế đuổi Mã Siêu ra ngoài. Vẻ mặt lạnh lùng của Dương Thanh hơi thay đổi, tức giận nhìn Vương Hải. Giây phút đó, Vương Hải cảm thấy toàn thân rét lạnh như rơi vào hầm băng. Anh ta nhìn thấy sát khí mãnh liệt trong mắt Dương Thanh. Chợt có ảo giác người trước mặt là ác ma tới từ địa ngục. Đôi mắt kia sắc bén như dã thú khiến anh ta như ngã xuống vực sâu. Anh biết sỉ nhục anh em của tôi là tội gì không? Dương Thanh đặt ly trà xuống, híp mắt nhìn Vương Hải. Giọng điệu bình tĩnh nhưng Vương Hải lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Tội gì? Dù rất sợ hãi nhưng nghĩ tới trong đám cưới còn có cao thủ nhà họ Hoàng sắp xếp, Vương Hải thở phào hỏi ngược lại Dương Thanh. Tội chết! Ly trà bằng sứ trong tay anh lập tức bị bóp thành bột mịn. Anh ra lệnh, giết! Dương Thanh vừa dứt lời, hai tên to con đang định ra tay với Mã Siêu đồng loạt bị đánh bay. Ngay sau đó, Mã Siêu lao tới chỗ Vương Hải, bóp chặt cổ anh ta. Vương Hải chỉ cảm thấy sức lực toàn thân dần cạn kiệt, cổ họng bị bóp chặt, thoáng chốc tắt thở. Răng rắc, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Mã Siêu buông tay, thi thể Vương Hải trượt khỏi tay anh ta ngã lăn ra đất. Chết không nhắm mắt. Tôi muốn hỏi cưới. Không khí trong phòng tiệc lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Mã Siêu, ai cũng rất kinh ngạc. Cháu trai trưởng nhà họ Vương, chủ nhà họ Vương tương lai đã bị giết chết. Ngay trong ngày vui của nhà họ Vương, ngay tại nơi tổ chức đám cưới. Sao lại thế được, sao cậu ta dám làm vậy? Chẳng lẽ cậu ta không biết, nhà họ Vương và nhà họ Ngải bắt tay nhau sẽ có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào à? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều đã tràn đầy khiếp sợ. Mã Siêu giết Vương Hải xong, giống như chẳng có chuyện gì nhấc một bình trà ngon rót đầy cho Dương Thanh, rồi lại cung kính ngồi xuống bên cạnh anh. Mọi người nín thở chứng kiến cảnh tượng ấy. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới nhận ra, người thanh niên từ đầu tới giờ vẫn ngồi yên ở đó, không nói một lời, chỉ thong thả uống trà mới chủ của Mã Siêu. Nếu không phải được cậu ta cho phép, sao cấp dưới dám giết người nhà họ Vương ngay trong đám cưới này? Nhưng người có thể khiến một cao thủ tầm cỡ như Mã Siêu cam lòng làm tay sai sẽ là một người tầm thường sao? Từ bao giờ Yến Đô lại có một thanh niên có thân phận ghê gớm tới vậy? Đám khách mời ở đây đều chắc mẩm Dương Thanh là cậu ấm của một gia tộc nào đó. Thậm chí có người còn hoài nghi Dương Thanh là con ngoài giá thú của một trong 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô. Con tôi! Một tiếng gào thảm thiết bỗng vang lên, kéo mọi người hoàn hồn trở lại. Một gã đàn ông trung niên mặc vest, trước ngực gắn hoa tươi đang lảo đảo chạy tới. Người này vừa gọi Vương Hải là con. Thân phận của ông ta không cần nói cũng biết. Ông ta là Vương Hồng Hiền, con trưởng của chủ nhà họ Vương, bố của Vương Hải. Hôm nay là ngày một đứa con khác của ông ta kết hôn với Ngải Lâm. Nhưng hôn lễ của một đứa con lại biến thành tang lễ của đứa còn lại. Một ngày vui buồn lẫn lộn. Mày dám giết con tao. Mày sẽ phải chết, tao muốn mày phải chết thật thảm. Tao muốn uống máu mày, ăn thịt mày. Vương Hồng Hiền ôm thi thể Vương Hải. Nghiến răng ken két nói, giọng điệu vô cùng thê lương, trên mặt tràn ngập thù hận ngút trời. Nếu có thể, ông ta sẽ không hề do dự giết chết Mã Siêu, báo thù cho con trai mình.
Dương Thanh dám chắc nếu mình và Mã Siêu chỉ là người bình thường, Vương Hồng Hiền thực sự sẽ làm vậy. Lúc này ánh mắt Vương Hồng Hiền đã tràn ngập sát khí. Nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Dương Thanh và Mã Siêu đã chết bao nhiêu lần rồi. Từ đầu tới giờ, Dương Thanh chỉ ngồi yên tại chỗ như một kẻ ngoài cuộc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, sau đó Mã Siêu sẽ lập tức rót đầy cho anh. Hôm nay anh tới đây chỉ để làm chỗ dựa cho Mã Siêu và Ngải Lâm. Chuyện Mã Siêu có thể ứng phó được, anh sẽ không đứng ra. Thằng oắt kia, rốt cuộc cậu là ai? Dám liều lĩnh giết người ngay trong đám cưới của nhà họ Vương và nhà họ Ngải chúng tôi. Hai người các cậu định đối chọi với hai gia tộc bọn tôi đấy à? Nếu hôm nay các cậu không giải thích rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi khách sạn Đế Đô nửa bước. Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng lên, trước ngực cũng cài hoa tươi, sắc mặt uy nghiêm nhìn Dương Thanh và Mã Siêu. Ông ta nói nhà họ Ngải chúng tôi, chứng tỏ là người nhà họ Ngải, trước ngực có cài hoa, vậy chỉ có thể là bố của Ngải Lâm, Ngải Minh Húc. Nếu bây giờ ông ta không đứng ra, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ông ta không dám đắc tội nhà họ Hoàng đứng sau nhà họ Vương. Nếu người nhà họ Vương nói thế, Mã Siêu đã giết quách ông ta rồi. Thế nhưng ông ta lại là Ngải Minh Húc, bố của Ngải Lâm. Mã Siêu muốn cưới Ngải Lâm thì nhất định phải được Ngải Minh Húc cho phép. Mã Siêu bỗng cúi đầu, không có can đảm đối mặt với Ngải Minh Húc. Ông ta thoáng nghi hoặc, hình như gã ma đầu giết người không chớp mắt kia có vẻ sợ mình. Có phải ảo giác không nhỉ? Đương nhiên không phải. Đúng lúc này, dưới ánh mắt của bao người, Dương Thanh chậm rãi đứng lên, bình thản nhìn Ngải Minh Húc. Hôm nay tôi đến đây thay mặt người anh em của tôi là Mã Siêu đến hỏi cưới con gái bác Ngải. Dương Thanh cao giọng nói, mong bác Ngải có thể tác thành cuộc hôn nhân của cậu ấy với Ngải Lâm. Anh vừa dứt lời, khắp chốn lập tức xôn xao. Ngay cả Ngải Minh Húc cũng trợn tròn mắt. Cái gì, cậu ta muốn hỏi cưới con gái của Ngải Minh Húc? Nhưng Ngải Minh Húc chỉ có một cô con gái là chuyên gia y học tên Ngải Lâm, người hôm nay sẽ được gả vào nhà họ Vương. Chẳng trách bọn họ lại muốn gây sự, thì ra là vì cô ấy. Bốn phía đều râm ran bàn tán, sắc mặt của đám người nhà họ Vương đều trở nên khó coi. Người nhà họ Ngải cũng xấu hổ không kém. Dương Thanh nói muốn thay mặt Mã Siêu hỏi cưới không chỉ xúc phạm tới nhà họ Vương mà còn vả mặt nhà họ Ngải. Nếu chuyện này không thể giải quyết thích đáng, nhà họ Vương nhất định sẽ ghi thù nhà họ Ngải. Mà chỗ dựa của nhà họ Vương chính là nhà họ Hoàng. Nghĩ vậy, sắc mặt Ngải Minh Húc càng xám xịt. Cậu đang nói bậy bạ gì thế hả? Hôm nay là ngày cưới của con gái tôi, cậu đang muốn khiêu khích chúng tôi đấy à? Ngải Minh Húc nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, lạnh lùng chất vấn. Không đợi Dương Thanh đáp lời, Mã Siêu đã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ngải Minh Húc, nghiêm túc nói, thưa bác, chúng cháu không có ý khiêu khích ai, chúng cháu thực sự muốn hỏi cưới Ngải Lâm, hy vọng bác có thể đồng ý cho cháu cưới Ngải Lâm. Thái độ của Mã Siêu cực kỳ thành khẩn, anh ta khẳng định mình rất yêu Ngải Lâm. Thời gian gần đây qua lại với nhau nhiều, anh ta cũng biết trong lòng Ngải Lâm có mình. Vì Ngải Lâm, anh ta có thể chịu đựng tất cả. Ngải Minh Húc là bố của Ngải Lâm, anh ta không dám chống đối, lại càng không thể dùng vũ lực. Hừ, Ngải Minh Húc cười lạnh nói, thật buồn cười. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu lại nói muốn hỏi cưới con gái tôi. Cậu thực sự cho rằng tôi sẽ tin cậu sao? Các người đến đây để gây sự đúng không? Danh con, nói năng cho cẩn thận, kẻo họa từ miệng mà ra đấy. Cậu dám giết người nhà họ Vương ngay trong ngày vui của con gái tôi, nhất định phải cho nhà họ Vương một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, nhà họ Ngải cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Thái độ của Ngải Minh Húc rất rõ ràng, ông ta đang phủi sạch quan hệ với Mã Siêu. Đồng thời, ông ta cũng đang nói với nhà họ Vương, ông ta không quen biết Mã Siêu, cũng sẽ không chấp nhận lời hỏi cưới của Mã Siêu. Ngược lại, ông ta sẽ giúp đỡ nhà họ Vương đối phó hai thanh niên kia. Sắc mặt Mã Siêu vô cùng khó coi. Anh ta chân thành nói, thưa bác, cháu và Ngải Lâm thật lòng yêu nhau, xin bác cho cháu một cơ hội. Đừng có nói bậy nói bạ, con gái tôi chưa từng yêu đương với ai, sao cậu dám nói mình là người yêu của nó? Ngải Minh Húc lập tức nổi trận lôi đình, vung tay lên, người đâu, bắt thằng danh con này lại cho tôi. Ông ta vừa dứt lời, vài gã đàn ông cao lớn lập tức xông tới bao vây Mã Siêu. Dương Thanh chỉ hơi nhíu mày,
nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ngải Minh Húc, ông không phân biệt phải trái đã đòi bắt người anh em của tôi, ông đã hỏi ý tôi chưa? Cậu là cái thá gì mà nghĩ mình có tư cách nhúng tay vào chuyện của nhà họ Ngải? Ngải Minh Húc cả giận, nói, nếu cậu dám lắm điều, đừng trách tôi không khách sáo. Tôi muốn xem ông định không khách sáo với tôi thế nào. Khí thế trên người Dương Thanh đột nhiên tăng vọt, anh lạnh lùng nhìn Ngải Minh Húc, anh vốn không muốn dùng vũ lực với người nhà họ Ngải. Nhưng nếu bọn họ không quan tâm đến hạnh phúc cả đời của Ngải Lâm, cố tình ép cô ấy lấy người nhà họ Vương, vậy thì, anh không ngại cho nhà họ Ngải nếm chút đau khổ. Ngải Minh Húc bị khí thế trên người Dương Thanh làm cho sững sờ. Nhà họ Vương biết thân phận của Dương Thanh, cũng biết rõ mục đích chủ yếu của đám cưới hôm nay, nhưng nhà họ Ngải lại không hề biết gì. Người nhà họ Ngải chỉ biết rằng, nhà họ Hoàng yêu cầu nhà họ Vương tới hỏi cưới Ngải Lâm. Bọn họ không dám trái ý nhà họ Hoàng nên mới vội vàng tổ chức đám cưới như thế. Nhãi danh, đây là thái độ tới hỏi cưới của cậu à? Ngải Minh Húc cả giận nói, uy hiếp tôi ngay trước mặt mọi người. Ông ta vừa dứt lời, đã có vài người đàn ông mặc vest đi giày da khiêng theo mấy chiếc dương đi tới. Quà cưới. Hiện giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mấy chiếc dương kia. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da bước ra, cầm một bản danh mục quà tặng cất giọng đọc, tiền tài như nước, tặng phố thương mại Thiên Hà tỉnh Nam Dương. Giang Long đầu bạc, tặng 99% cổ phần của tập đoàn Thành Hà tỉnh Giang Bình. Muôn hồng nghìn tía một mảnh xanh dần. Tiền mặt cho lễ hỏi là 183.300. 7, 8 mục lễ hỏi được đọc lên. Bấy giờ, mọi người đều khiếp sợ tột độ. Bởi, món quà nào cũng có giá trị cực cao, còn có vài sản nghiệp ở Yến Đô. Hơn nữa, những sản nghiệp này đều liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Ngải. Nếu nhà họ Ngải nhận lễ hỏi này thì địa vị ở Yến Đô sẽ tăng mạnh. Tổng cộng các mục của lễ hỏi có giá trị lên tới mấy tỷ. Toàn bộ tài sản nhà họ Ngải chỉ khoảng chục tỷ, chỗ tài sản này đã bằng 1/3 gia sản nhà họ Ngải rồi. Vậy mà chúng lại được tặng làm lễ hỏi. Một thanh niên có thể thản nhiên tặng sản nghiệp trị giá mấy tỷ phải có nền tảng hùng hậu cỡ nào? Đám đông không khỏi kinh hãi. Ngải Minh Húc càng nghĩ càng thấy lạnh cả sống lưng. Ông ta có thể khẳng định mình không thể đắc tội người trẻ tuổi trước mặt này. Không biết ông Ngải có hài lòng với phần lễ hỏi này không? Dương Thanh bình thản nhìn Ngải Minh Húc. Ngải Minh Húc không nói gì, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Mã Siêu rất cảm động, anh ta không biết Dương Thanh đã chuẩn bị lễ hỏi hoành tráng như vậy giúp mình. Hiện tại, anh ta chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận hết thảy, ngày sau sẽ cố gắng trả lại 100.000 lần ân tình ấy. Ngải Minh Húc còn chưa biết phải nói gì, một bóng người già nua bỗng cất bước đi ra, toàn thân toát lên khí thế uy nghiêm của kẻ bề trên. Người trẻ tuổi. Nể tình cậu rất có thành ý, tôi có thể không so đo với cậu. Lão ta bình tĩnh nhìn Dương Thanh, giọng điệu thay đổi, nhưng cậu giết người của nhà họ Vương, cậu phải cho nhà họ Vương một câu trả lời xác đáng. Mặt khác, nếu nhà họ Ngải chúng tôi đã quyết định thông gia với nhà họ Vương thì cậu có đưa đến núi vàng núi bạc cũng ngăn cản được đám cưới này đâu. Thoạt nghe có vẻ lão ta đang nói lý với Dương Thanh, nhưng thái độ lại cực kỳ hống hách. Hiển nhiên. Lão ta là bề trên nhà họ Ngải. Với phong cách ăn mặc của lão ta và thái độ cung kính của những người xung quanh, có lẽ đây chính là chủ nhà họ Ngải. Thưa bố! Ngải Minh Húc vội vàng bước tới, cung kính gọi một tiếng. Quả nhiên, lão ta chính là chủ của nhà họ Ngải, Ngải Xuyên. Bên cạnh Ngải Xuyên có một lão già tóc bạc, lúc nhìn sang Dương Thanh, trong mắt lão tràn đầy sát khí mãnh liệt. Ông chủ Ngải! Ý của ông là ông không muốn nhúng tay can thiệp vào ân oán giữa chúng tôi và nhà họ Vương, nhưng vẫn khăng khăng muốn gả Ngải Lâm vào nhà họ Vương. Dương Thanh nhìn thẳng vào Ngải Xuyên, hỏi. Ngải Xuyên gật đầu, đúng thế. Thật đúng là một con cáo già, lời nói kín kẽ, không hề có chút sơ hở. Lão ta không biết thân phận của Dương Thanh, nhưng với lễ hỏi Dương Thanh đưa ra có thể đoán được thân phận của anh không tầm thường. Nhưng nhà họ Hoàng đứng sau lưng nhà họ Vương là một trong 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô, lão ta cũng không dám đắc tội. Tuy như vậy có lẽ sẽ làm phật ý cả đôi bên, nhưng ít ra sẽ không khiến bên nào nổi giận thái quá. Cứ đợi nhà họ Vương và Dương Thanh đấu với nhau, dù bên nào thắng lợi cuối cùng thì lão ta đều có cơ hội bàn lại. Vậy thì tôi xin cảm ơn ông chủ Ngải trước, Dương Thanh cười nói. Ngay sau đó,
anh nhìn sang lão già đứng bên cạnh Ngải Xuyên, cất tiếng hỏi, vị này, hẳn là chủ nhà họ Vương nhỉ? Kẻ có tư cách sóng vai đi cạnh Ngải Xuyên ở đây trừ chủ nhà họ Vương thì còn có thể là ai? Nhãi danh, không thể không thừa nhận lá gan của mày lớn đấy. Dám xông vào nhà họ Vương, còn giết cháu trai của tao, mày nghĩ nhà họ Vương dễ bắt nạt lắm à? Vương Hổ trợn trừng mắt, giọng nói vang như tiếng sấm, nổ ầm bên tai mọi người. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, bảo chủ của ông lăn ra đây cho tôi. Nhà họ Vương các người chưa có tư cách nói chuyện với tôi đâu. Khốn kiếp, mày nói cái gì, Vương Hổ nổi giận. Các khách quý có mặt đều sợ ngây người. Ai cũng biết thế lực chống lưng cho nhà họ Vương chính là nhà họ Hoàng, vậy mà Dương Thanh còn bảo với Vương Hổ gọi chủ của mình lăn ra đây. Chẳng khác nào đang bảo người nhà họ Hoàng lăn ra đây. Tiễn các người một đoạn. Rốt cuộc cậu ta là ai thế nhỉ? Ngay cả nhà họ Hoàng cũng không sợ. Xem ra, mục đích cậu ta tới đây là nhằm vào nhà họ Hoàng rồi, hỏi cưới chỉ là một cái cớ. Gã cao lớn cạnh cậu ta cũng có thực lực cực mạnh, có lẽ đám cao thủ của 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cũng chỉ đến thế mà thôi. Một người thanh niên có cao thủ hàng đầu bảo vệ sao có thể là một kẻ bình thường. Hội trường xôn xao bàn tán, ai nấy đều cố gắng suy đoán thân phận của Dương Thanh. Dương Thanh lại làm như không hề nghe thấy, bình thản nói, hoặc là bảo chủ của ông lăn ra đây, hoặc là hủy bỏ đám cưới hôm nay đi. Dứt lời, Dương Thanh lại ngồi xuống, Mã Siêu vội vã tiến tới rót trà. Dương Thanh ung dung ngồi đó uống trà như không có việc gì. Mọi người không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia. Vương Hổ thoáng bối rối, lần đầu tiên cảm nhận được áp lực lớn đến vậy. Trước đó nhà họ Hoàng đã thông báo, khi nào đám người Dương Thanh xuất hiện thì người nhà họ Hoàng cũng sẽ ra mặt. Nhưng hôm nay, cháu lão ta đã bị giết mà người nhà họ Hoàng vẫn chẳng thấy tăm hơi. Lúc này, Vương Hổ có cảm giác đâm lao phải theo lao. Bố, hai thằng chó chết này dám giết con trai con, chúng ta phải báo thù. Cảm xúc của Vương Hồng Hiền đã ổn định hơn nhiều. Ông ta đặt thi thể con xuống, đi tới bên cạnh Vương Hổ, mắt đỏ vằn lên. Vương Hổ không lên tiếng, ánh mắt dừng trên người Dương Thanh. Từ đầu tới cuối, Dương Thanh không hề ra tay, nhưng lão ta có thể cảm nhận được sát khí ẩn hiện trên người anh. Kiểu người trẻ tuổi khiến lão ta không nhìn thấu được mới là đáng sợ nhất. Rốt cuộc bố còn do dự cái gì? Nó giết con trai con, cháu trai trưởng của bố rồi. Lẽ nào bố còn định tha cho nó hay sao? Vương Hồng Hiền giống lên giận dữ, hai mắt ngấn lệ. Vương Hải là đứa con ông ta yêu thương nhất, cũng là đứa con ông ta kỳ vọng nhất, tương lai rất có khả năng sẽ kế thừa vị trí chủ gia tộc. Nhưng hôm nay, Vương Hải đã bị giết ngay trước mặt ông ta. Chuyện đau thương lớn nhất trong đời chính là người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Hiện giờ, ông ta chỉ muốn giết Dương Thanh và Mã Siêu để báo thù cho con mình mà thôi. Câm mồm! Vương Hổ giận dữ hét lên. Tính tình lão ta vốn rất nóng nảy, nhưng lão ta mới là người đứng đầu nhà họ Vương này. Nếu quả thật có thể giết Dương Thanh và Mã Siêu, lão ta còn nhịn tới bây giờ làm gì? Nhà họ Hoàng không ra mặt, lão ta không dám hành động liều lĩnh. Được, nếu bố không muốn báo thù thay cho thằng Hải nhà con thì để tự con làm. Vương Hồng Hiền đã bị thù hận làm mờ lý trí. Ông ta giống lên, ra đây. Dứt lời, bốn gã cao thủ áo đen chạy vọt vào. Lui hết ra ngoài cho tôi. Sao Vương Hổ có thể cho phép Vương Hồng Hiền làm liều? Lão ta vội vàng giận dữ hét. Chỉ có điều, bốn gã mặc áo đen kia không hề để ý tới lão ta, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh và Mã Siêu. Bố ạ, bọn họ là người của con, chỉ nghe lệnh con thôi, Vương Hồng Hiền đỏ bừng mắt nói. Anh dám lén lút chiêu mộ sát thủ, Vương Hổ cả giận quát. Vương Hồng Hiền là người thừa kế vị trí chủ gia tộc, đương nhiên phải có người của riêng mình. Là người của một gia tộc lớn, lại nằm trong vòng xoáy tranh giành quyền thế của gia tộc, mặc dù ông ta đã được chọn làm người thừa kế nhưng vẫn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Nếu không có một vài thủ đoạn tự bảo vệ mình, ông ta lấy gì đấu lại đám anh em suốt ngày nhòm ngó vị trí của mình. Không chỉ Vương Hồng Hiền, những thành viên khác thuộc dòng chính nhà họ Vương đều âm thầm bồi dưỡng cao thủ. Vương Hổ cũng là từng trải, sao lão ta có thể không biết? Chỉ có điều, trước giờ vẫn chưa có ai dám trắng trợn khoe khoang sát thủ mình tự bồi dưỡng trước mặt lão ta thế này. Vương Hồng Hiền là người đầu tiên. Bố,
Con biết bố đang rất tức giận, nhưng dù có phải buông bỏ vị trí người thừa kế này, con cũng phải báo thù cho con trai, Vương Hồng Hiền nghiến răng nói. Anh đi ra ngay cho tôi, Vương Hổ cả giận quát. Vương Hồng Hiền lắc đầu, sau đó quay sang phía Mã Siêu, nghiến răng nghiến lợi nói, mày, phải chết. Giết nó cho tôi. Ông ta lớn tiếng ra lệnh, bốn gã sát thủ đồng loạt xông về phía Mã Siêu. Mọi người đều cả kinh. Mã Siêu lạnh lùng nói, các người đã muốn chết như vậy, tôi sẽ tiễn các người một đoạn. Cháu gái tôi đâu? Bốn sát thủ cùng xông tới chỗ Mã Siêu. Tuy nói họ là sát thủ nhưng thực chất nói là tử sĩ do Vương Hồng Hiền bồi dưỡng đúng hơn. Vương Hồng Hiền vốn định đợi đến lúc ông ta kế thừa vị trí chủ nhà, nếu gặp nguy hiểm mới để những người này lộ mặt. Nhưng ông ta không ngờ nhanh như vậy đã phải để bọn họ lộ mặt. Mã Siêu lại rất khinh thường những sát thủ mà ông ta luôn lấy làm tự hào kia. Anh ta cười mỉa mai, sau đó lao nhanh tới. Trong phòng tiệc như có một cơn gió lốc thổi qua, quần áo của mọi người bị thổi bay phần phật. Mã Siêu vào tới trước mặt tên sát thủ đầu tiên, hờ hững đánh ra một chưởng. Chết đi! Tên sát thủ lạnh lùng, cầm dao găm đâm thẳng vào tim Mã Siêu. Chiêu thức của sát thủ đều là đòn chí mạng. Hắn ta muốn một đòn giết chết Mã Siêu, nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra ý nghĩ của mình ngu xuẩn cỡ nào. Mã Siêu đánh lên đầu tên sát thủ, rắc một tiếng, xương sọ vỡ nát. Tên sát thủ đầu tiên bị hất bay rồi nặng nề rơi xuống bên chân Hồng Vương Hiền, phát ra tiếng vang thật lớn. Chết tươi tại chỗ. Vương Hồng Hiền nhìn sát thủ bị đập nát đầu nằm dưới chân, vẻ mặt kinh hoàng. Chuyện này, sao có thể? Trên mặt ông ta ngập tràn vẻ khiếp đảm. Chỉ ông ta mới biết mình đã trả giá đắt cỡ nào để bồi dưỡng bốn tên sát thủ này. Thậm chí bọn họ còn phải ra chiến trường nước ngoài làm lính đánh thuê. Bốn tên sát thủ này đều từng được gột rửa bởi mưa bom bão đạn trên chiến trường. Tiểu đội bốn tên sát thủ này đã từng chặt đầu thủ lĩnh của nước địch trên chiến trường. Nếu bốn người này liên thủ, dù là cao thủ hàng đầu của một trong tám gia tộc lớn ở Yến Đô cũng chưa chắc đánh bại được. Nhưng bây giờ một tên đã chết trong tay Mã Siêu. Vương Hồng Hiền còn chưa hoàn hồn thì ba tên còn lại cũng bị đánh bay. Sau đó tất cả đều nặng nề ngã xuống bên chân ông ta. Cuộc chiến kết thúc trong vòng một nốt nhạc. Ông ta bỏ ra rất nhiều năm, tiêu tốn số tiền khổng lồ để bồi dưỡng ra bốn tên sát thủ này. Vậy mà giờ đây tất cả đều chết trong tay Mã Siêu. Hơn nữa ai cũng chết rất thê thảm. Bị đánh một đòn chí mạng, đầu bị lõm vào, tổn thương đại não mà chết. Không chỉ Vương Hồng Hiền, cả đám người Vương Hổ cũng ngạc nhiên đến ngây người. Những người tới dự đám cưới cũng hoảng sợ kêu gào. Tất cả khách khứa đều nhao nhao bỏ chạy khỏi phòng tiệc. Cái chết của Vương Hải trước đó cũng không gây chấn động lớn như vậy. Lần này Mã Siêu ra tay rất nặng. Chỉ chớp mắt đã giết sạch bốn tên sát thủ nên đám người quyền quý kia mới sợ vỡ mật. Thoáng chốc khách khứa đều bỏ chạy hết, trong phòng tiệc chỉ còn lại người nhà họ Vương và nhà họ Ngải. Mã Siêu khinh thường liếc nhìn Vương Hồng Hiền, sau đó lùi về sau lưng Dương Thanh làm một vệ sĩ như thể những chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến anh ta. Chà không tệ. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong phòng tiệc. Ông chủ Vương. Nói ra giữa tôi và nhà họ Vương cũng không hề có ân oán gì. Chắc hẳn ông chủ Vương cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi mong ông chủ Vương đừng để bị lợi dụng, nếu không đến lúc nhà họ Vương bị diệt ông vẫn không biết tại sao. Dương Thanh bình tĩnh nói. Sau đó, Dương Thanh bỗng đổi giọng, nhìn Ngải Xuyên bên cạnh Vương Hổ, nói sâu xa, ông chủ Ngải, ông là người thông minh, có một số việc không cần tôi nói ra chắc ông cũng hiểu rõ. Nể mặt Ngải Lâm tôi có thể không tính toán với nhà họ Ngải. Đương nhiên còn phải xem nhà họ Ngải lựa chọn thế nào. Dương Thanh lại nhìn Vương Hổ, nếu tôi đoán không sai, hôm nay Ngải Lâm sẽ không xuất hiện đúng không? Cậu có ý gì? Ngải Xuyên bỗng hỏi. Ông tự hỏi ông chủ Vương đi, Dương Thanh nói. Vương Hổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu gái Ngải Lâm của tôi đâu rồi? Ngải Xuyên tức giận hỏi, ánh mắt rét lạnh. Lão ta bỗng nhận ra mình đã bị gài bẫy. Sắc mặt Vương Hổ cực kỳ khó coi. Lão ta đương nhiên biết rõ đây là cái bẫy nhà họ Hoàng đặt ra, nhưng đến bây giờ người nhà họ Hoàng vẫn không xuất hiện. Ông chủ Ngải, tôi sẽ giải thích với ông sau. Nhưng bây giờ chúng ta phải cùng nhau đối phó hai thằng danh con này.
Vương Hổ lập tức hạ quyết tâm. Tốt bụng khuyên nhủ lão ta vẫn tin tưởng nhà họ Hoàng. Bởi vì lão ta không còn lựa chọn nào khác, lẽ nào lão ta không tin một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô mà lại đi tin chàng trai trẻ này sao? Cháu gái tôi đâu? Ngài Xuyên tức giận hỏi. Ông chủ ngài, cháu gái ông không sao. Bây giờ không phải là lúc chúng ta lục đục nội bộ, đợi giải quyết xong hai thằng danh này, ông muốn làm gì cũng được, Vương Hổ khăng khăng nói. Dứt lời, lão ta giận dữ nhìn Dương Thanh, gằn giọng nói, nhóc con, mày đừng có dùng kế ly gián, hiện giờ ngải lâm rất an toàn. Nếu mày đã biết đám cưới này chỉ là cái bẫy nhằm giết mày, tao cũng không cần che giấu nữa. Tao sẽ cho mày mở rộng tầm mắt, bọn tao đã cho người mai phục toàn bộ khách sạn, riêng súng tiểu liên đã có hơn 10 khẩu. Mày tưởng mày có thể sống sót ra khỏi đây sao? Vương Hổ cực kỳ giận dữ. Lão ta vốn e ngại thân phận của Dương Thanh nên không dám tự tiện ra tay. Nhưng lúc này lão ta đã hết đường lựa chọn. Dù thân phận của Dương Thanh cao quý đến đâu, lão ta vẫn phải ra tay. Nếu Dương Thanh không chết, nhà họ Vương sẽ gặp kết cục gà bay chó chạy. Chỉ riêng sức chiến đấu mạnh mẽ của người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Dương Thanh cũng đủ khiến nhà họ Vương tổn thất nặng nề. Nhưng điều khiến lão ta thất vọng là Dương Thanh không hề sợ hãi. Ngược lại còn nhếch môi khinh bỉ lão ta. Ra đây đi. Vương Hổ thẹn quá hóa giận, gào ầm lên. Ngay sau đó, 10 tay súng tiểu liên vọt ra từ 4 phía. 10 họng súng đen ngòm nhắm vào Dương Thanh. Lúc này đến cả Ngải Xuyên cũng thấy sợ hãi. Để đối phó hai anh chàng trẻ tuổi này, Vương Hổ không tiếc mọi giá. Bố phải giết bọn chúng trả thù cho Vương Hải, Vương Hồng Hiền nghiến răng nghiến lợi nói. Người của ông ta đã thất bại nhưng Vương Hổ vẫn còn chiêu khác. Ông ta không tin hai người trẻ tuổi này có thể sống sót dưới 10 họng súng. Ông ta không tin, nhà họ Vương không tin, ngay cả người nhà họ Ngải cũng không tin. Vương Hổ, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không nhà họ Vương sẽ bị xóa sổ. Dương Thanh chợt lên tiếng, anh vẫn ngồi đó cầm ly trà sứ trắng, ánh mắt lóe lên sát khí. Thằng danh! Mày kiêu căng quá đấy. Mày đang bị nhà họ Vương chĩa 10 họng súng vào người mà vẫn dám kêu tao đầu hàng sao? Ha 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 ha. Danh con, mày bị dọa đến ngu người rồi à? Vương Hổ cười lớn như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời. Lúc nãy Mã Siêu giết Vương Hải và 4 tên sát thủ của Vương Hồng Hiền trước mặt mọi người đã khiến người nhà họ Vương hận thấu xương. Nhưng Mã Siêu quá mạnh nên bọn họ không dám nói ra. Bây giờ thấy Dương Thanh và Mã Siêu bị 10 tay súng bao vây, ai nấy đều khoái chí. Dám phá hỏng đám cưới của nhà họ Vương, đúng là điếc không sợ súng. Không phải lúc nãy chúng mày kiêu căng lắm sao? Tiếp tục đi chứ, sao lại im thin thít thế? Hai thằng danh chúng mày nghĩ nhà họ Vương là gia tộc thấp kém nào đó à? Đắc tội với nhà họ Vương chỉ còn đường chết thôi. Người nhà họ Vương hống hách nói. Ngải Xuyên lặng lẽ đứng nhìn. Bỗng có dự cảm không lành. Bởi vì lão ta chỉ nhìn thấy sát khí dày đặc trên mặt Dương Thanh. Còn Mã Siêu đứng sau lưng Dương Thanh không hề sợ hãi, trong mắt tràn đầy khinh thường như đang mỉa mai người nhà họ Vương quá ngu dốt. Vậy thì nhà họ Vương các người biến mất được rồi. Dương Thanh hờ hững nói. Bắn đi, mau lên. Vương Hổ cũng thấy khác thường, lời nói của Dương Thanh khiến lão ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lão ta thực sự bị dọa sợ. Thẹn quá thành giận chỉ muốn lập tức giết chết Dương Thanh. Đoàng đoàng đoàng. Lão ta vừa dứt lời, 10 tay súng đồng loạt bóp cò. Họng súng đen ngòm, đầu đạn mang theo ánh lửa đỏ rực bắn thẳng vào đầu Dương Thanh. Giây phút bọn họ nổ súng, Dương Thanh đột nhiên biến mất. Còn Mã Siêu đã nằm dạp xuống đất từ lâu. Cạch cạch cạch. Tiếng súng im bặt, mọi người há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy 10 tay súng kia chưa kịp phản ứng đã bị cướp mất súng. Tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên, mọi người đều quay ra nhìn. Chỉ thấy một bóng người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện giữa phòng tiệc, dưới chân anh là một đống sắt vụn. Chuẩn bị quá chu đáo mọi người đều há hốc mồm kinh hãi. Chỉ có Mã Siêu vẫn tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt nhìn Dương Thanh tràn đầy tôn kính. Đây chính là vị thần trong mắt tất cả chiến sĩ ở biên giới phía Bắc. Trước đây có một vị quan chức cấp cao từng nói, chỉ cần có Dương Thanh, Chiêu Châu luôn là quốc gia vô địch. Có thể thấy sức ảnh hưởng của Dương Thanh lớn cỡ nào. Ông có biết muốn giết tôi là tội gì không? Dương Thanh chắp tay sau lưng,
bình thản nhìn Vương Hổ. Bấy giờ lão ta đã rất hoảng loạn. Vương Hổ nghe thấy Dương Thanh hỏi thế lại càng nơm nớp lo sợ, không dám tiếp lời. Dương Thanh đột nhiên nói, Mã Siêu, cậu nói cho ông chủ Vương đây biết, cố ý mưu sát lãnh đạo cấp cao của quốc gia là tội gì. Nghe vậy, Mã Siêu cả kinh nghĩ, lần này anh ấy định công khai thân phận sao? Người nhà họ Vương và nhà họ Ngải đều ngơ ngác, lãnh đạo cấp của quốc gia. Chẳng lẽ cậu ấy chính là lãnh đạo cấp cao của Chiêu Châu? Mã Siêu nghiêm trang nói, căn cứ theo luật pháp Chiêu Châu, kẻ có ý định làm hại lãnh đạo cấp cao của quốc gia xử theo tội phản quốc, kẻ chủ mưu phải bị năm xe xé xác, đồng thời 9 đời đều bị liên đới. Đám người nhà họ Vương và nhà họ Ngải đều sợ chết khiếp. Năm xe xé xác hay liên đới 9 đời đều là án phạt cho tội nặng nhất ở Chiêu Châu. Cậu đang nói cái gì? Vương Hổ run rẩy hỏi. Lão ta bỗng nghĩ tới một khả năng, nhưng lại không dám tin. Ngải Xuyên cũng khiếp sợ tột độ. Lão ta từng tình cờ nghe được một truyền thuyết của biên giới phía Bắc. Nghe nói tướng quân biên giới phía Bắc hiện giờ là một chàng trai chưa đầy 30 tuổi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả súng đạn cũng không thể khiến người đó bị thương. Điều này đã vượt ra khỏi phạm trù con người rồi. Một người có thể địch lại nửa quốc gia, có thể thấy người này đáng sợ cỡ nào. Bố ơi, nó chỉ đang khoác lác thôi. Phải giết nó thì chúng ta mới sống được. Nếu không nó muốn giết chúng ta rất dễ dàng. Sau khoảnh khắc khiếp sợ, Vương Hồng Hiền nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta biết, chắc chắn Dương Thanh sẽ không bỏ qua cho nhà họ Vương, cho nên đành phải gửi gắm mọi hy vọng lên Vương Hổ, mong bố mình vẫn còn kế hoạch dự phòng. Danh con, chẳng lẽ mày thực sự cho rằng, bọn tao không chuẩn bị thêm thủ đoạn đối phó mày sao? Nghe Vương Hồng Hiền nói thế, Vương Hổ không do dự nữa, điên cuồng gào lên. Tao nói thẳng cho mày biết, trừ mấy sát thủ này, tao còn chuẩn bị thêm 3 tay súng bắn tỉa hàng đầu thế giới nữa. Hiện giờ có 3 khẩu súng ngắm Barrett đang nhắm thẳng vào đầu mày. Chỉ cần tao ra lệnh, đầu mày sẽ lập tức nổ tung. Bây giờ mày còn nghĩ một mình mày có thể chống lại nhà họ Vương tao không? Vương Hổ đã quyết tâm, lão ta không còn đường nào khác. Vương Hồng Hiền nói rất có lý. Với thực lực của Dương Thanh, nếu không giết chết được cậu ta, nhà họ Vương sẽ bị tiêu diệt. Vương Hồng Hiền vốn chỉ ôm một tia hy vọng, nghe bố nói xong đã không còn sợ hãi, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, thằng khốn kia, mày né được đạn bắn thẳng nhưng có tránh nổi súng bắn tỉa không? Mày dám giết con tao, tao phải băm thây mày thành thịt vụn. Giết mày xong, tao sẽ tiễn tất cả những đứa có liên quan tới mày xuống địa ngục gặp mày, ha 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 ha, Vương Hồng Hiền phá lên cười, ánh mắt điên cuồng. Người nhà họ Vương cũng hưng phấn, chỉ tiếc không được tự tay giết Dương Thanh. Bên phía nhà họ Ngải, chủ gia tộc Ngải Xuyên vẫn giữ im lặng, những người khác không dám nói lời nào. Ánh mắt Ngải Xuyên chợt lóe lên, thương hại nhìn Dương Thanh. Lão ta công nhận thực lực của Dương Thanh cực kỳ kinh người. Nhưng nhà họ Vương đã chuẩn bị quá chu đáo, có lẽ trên đời này không ai có thể thoát chết dưới 3 họng súng bắn tỉa. Mặc dù lão ta vẫn hoài nghi Dương Thanh chính là tướng quân của biên giới phía Bắc trong truyền thuyết kia, nhưng đây chỉ là suy đoán của riêng lão ta. Trước mắt, lão ta nghiêng về khả năng nhà họ Vương sẽ giết chết được Dương Thanh hơn. Thế à? Dương Thanh cười nhạt, đột nhiên đặt tách trà xuống, phơ đại 3 cây đũa bạc trên bàn. Ngay dưới sự chứng kiến của bao người, anh vung tay lên. Keng, keng, keng. Giây tiếp theo. 3 tiếng va đập liên tiếp vang lên. Cùng lúc đó, 3 tay súng bắn tỉa trốn trên sân thượng của mấy tòa nhà cao tầng cách khách sạn Yến Đô mấy trăm mét đã bị hạ gục. Vẫn không chịu tin. Bọn họ đang ngắm bắn ngay đầu Dương Thanh thì thấy anh đột nhiên nhếch miệng cười nhạt, vung tay lên. Phụt, phụt, phụt. 3 gã bắn tỉa ở 3 hướng khác nhau còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì giữa trán mỗi người đều xuất hiện một lỗ máu. Cùng với nửa cây đũa bạc lộ ra ngoài. Trong phòng tiệc, Dương Thanh cười nói, mấy tay súng bắn tỉa của ông đều bị tôi giết rồi, các ông còn chiêu gì nữa. Nghe Dương Thanh nói thế, đám người nhà họ Vương cùng cười phá lên, như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm. Các ông có nghe thấy thằng ngu này nói gì không? Hình như nó vừa ném mấy cây đũa ra ngoài, chẳng lẽ ý nó là ném bừa mấy cây đũa có thể giết được 3 tay súng bắn tỉa ở cách đây mấy trăm mét? Thật đúng là ngu nhất trần đời. Nó nghĩ tay nó lợi hại hơn súng ngắm chắc, người nhà họ Vương cười nghiêng ngả,
thậm chí còn có người cầm đũa lên bắt trước Dương Thanh ném ra ngoài, miệng còn phối hợp kêu lên, phụt. Đi đời nhà ma rồi. Ha 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 ha, bọn họ cười ngặt nghẽo. Dương Thanh nhìn bọn như một lũ hề, lắc đầu cười, Mã Siêu, sao bọn họ sắp chết đến nơi mà sao còn cười được vui vẻ như thế? Mã Siêu bật cười khinh bỉ, đáp, bởi vì bọn họ là lũ lợn không biết anh Thanh mạnh đến mức nào. Tiếng cười của bọn họ làm tôi rất khó chịu lắm, làm sao giờ, Dương Thanh lại hỏi. Dựa theo pháp luật của Chiêu Châu, anh có quyền ra lệnh giết họ, Mã Siêu lập tức đáp. Vậy cậu giết mấy kẻ cười sảng khoái nhất trước đi, Dương Thanh nói. Anh vừa dứt lời, Mã Siêu đã hành động, mọi người chỉ thấy một cái bóng xẹt qua lao tới nhà họ Vương. Thằng danh, mày dám sao? Vương Hổ lập tức giận dữ giống to, bởi vì Mã Siêu đang nhắm đến con lão ta, Vương Hồng Hiền. Bịch! Lão ta vừa thốt lên, Mã Siêu đã đấm mạnh vào ngực của Vương Hồng Hiền. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, Vương Hồng Hiền bị đánh bay ra ngoài. Ngay khi ông ta rơi xuống đất, sự sống đã không còn. Đám người nhà họ Vương vừa mới cười lớn đều im bặt, hoảng sợ nhìn thi thể Vương Hồng Hiền. Chết rồi! Người nhà họ Ngải cũng nhìn theo, vẻ mặt khiếp sợ. Ngải Xuyên híp mắt lại, suy nghĩ cẩn thận xem vì sao Dương Thanh đã bị ba khẩu súng bắn tỉa ngắm nhắm thẳng vào đầu mà còn dám ngông nghênh như thế. Lẽ nào cậu ta không sợ nhà họ Vương ra lệnh bắn chết mình sao? Cho tới lúc này, lão ta vẫn không dám tin Dương Thanh chính là tướng quân của biên giới phía Bắc trong truyền thuyết. Sao, sao mày dám giết con trai tao? Vương Hổ không thể tin vào mắt mình. Trông thấy thằng con cả bị giết, lão ta có cảm giác như đang nằm mơ. Mã Siêu lạnh lùng nói, anh Thanh bảo tôi giết kẻ nào cười sảng khoái nhất. Trong số những người nhà họ Vương vừa cười, ông ta cười chói tai nhất nên tôi mới giết ông ta. Nhưng anh Thanh ra lệnh cho tôi giết vài người. Giờ mới xử xong một tên, phải giết thêm ít nhất một tên nữa mới tính là vài người. Các người cười tiếp đi, nếu không làm sao tôi biết phải giết người nào. Sắc mặt Mã Siêu cực kỳ bình thản, thậm chí còn ra vẻ băn khoăn không biết nên lựa chọn mục tiêu nào tiếp theo. Vương Hổ cảm thấy đất trời như sụp đổ, lảo đảo lùi lại mấy bước, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Chúng mày giết cháu đích tôn của tao, lại giết con trai cả của tao. Nếu hôm nay không giết được chúng mày, tao thề không làm người. Vương Hổ nổi giận gào lên. Vì quá kích động, huyết áp tăng vọt, lão ta bỗng phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt như bị thương nặng. Ông chủ, người nhà họ Vương vội vàng tiến đến, hoảng hốt hô hoán. Vương Hổ cố nén lửa giận, ánh mắt khóa chặt lấy Dương Thanh. Lão ta bỗng giơ tay ra hiệu về phía tay súng bắn tỉa đang nấp, giết nó đi. Đây là ký hiệu lão ta đã bàn trước với bọn họ. Nhưng lão ta ra hiệu ba lần liên tiếp vẫn không nghe thấy tiếng súng nổ. Dương Thanh đứng đó nheo mắt nhìn lão ta. Cười nói, tôi đã nói người của ông bị tôi giết hết rồi, sao ông không chịu tin tôi? Sợ đến ngây dại. Sao Vương Hổ có thể tin lời Dương Thanh? Dương Thanh chỉ vứt bừa mấy cây đũa ra ngoài mà thực sự có thể giết chết xạ thủ cách xa vài trăm mét thì đâu còn là con người nữa. Bắn đi, bắn chết nó cho tao. Vương Hổ tức tối gầm thét, liên tục ra hiệu về phía cửa sổ. Nhưng vẫn không có tiếng súng nào vang lên. Ông chủ, trên cửa sổ có ba vết đạn. Đúng lúc này, một gã thanh niên nhà họ Vương bỗng cả kinh chỉ vào lỗ nhỏ trên cửa sổ thủy tinh. Ba lỗ thủng này là do Dương Thanh ném ba cây đũa bạc xuyên qua. Nhưng bọn họ lại coi thành vết đạn. Người nhà họ Vương đồng loạt nhìn mấy lỗ nhỏ trên cửa kính, người nhà họ Ngải cũng tò mò nhìn theo. Có vết đạn thật này. Tức là các xạ thủ đã nổ súng rồi. Nhưng sao hai thằng khốn kia vẫn sống nhăn vậy? Người nhà họ Vương đều vô cùng khó hiểu, rõ ràng đã thấy vết đạn nhưng Dương Thanh và Mã Siêu vẫn chưa chết. Chẳng lẽ đám xạ thủ ấy đều bắn trượt? Có người suy đoán, ba tay súng bắn tỉa này đều là xạ thủ nổi danh hàng đầu thế giới, thành tích trăm phát chúng cả trăm, sao có thể bắn trượt được? Có người biết tình hình bèn giải thích, nhưng hình như đường kính lỗ đạn của súng bắn tỉa không nhỏ vậy đâu. Rốt cuộc cũng có người nhận ra điều bất thường, run rẩy nói. Hình như đúng là hơi nhỏ thật, đường kính này hình như là của đầu đũa. Chợt có người kinh hoàng hô lên, sau đó vội quay đầu nhìn Dương Thanh. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Dương Thanh vẫn ngồi đó nghịch một chiếc đũa bạc khác trong tay. Keng!
Ngay dưới ánh nhìn khiếp sợ của mọi người, Dương Thanh lại vung tay ném chiếc đũa ra. Một tiếng động vang lên, mặt cửa kính xuất hiện thêm một lỗ nhỏ. Đường kính của lỗ nhỏ này hoàn toàn giống hệt ba vết đạn kia. Keng keng keng. Trong lúc đám đông còn đang hoảng hốt nhìn lỗ nhỏ trên cửa kính, Dương Thanh lại cầm mấy cây đũa bạc ném ra liên tiếp. Những tiếng va chạm giòn giã vang lên. Người nhà họ Vương và nhà họ Ngải hoảng sợ phát hiện, mỗi lần Dương Thanh ném một cây đũa ra, trên mặt kính lại xuất hiện một lỗ nhỏ y hệt. Hơn 10 cây đũa bạc liên tiếp bị ném ra, tấm cửa kính đã thủng lỗ chỗ như cái sàng. Tất cả các lỗ nhỏ đều có đường kính bằng nhau. Mấy cao thủ của nhà họ Vương và nhà họ Ngải nhìn chằm chằm những vết đạn dày đặc kia, chợt phát hiện một sự thật vô cùng đáng sợ. Trong bọn họ cũng có người ném đũa xuyên qua cửa kính, nhưng không ai có thể ném thủng cửa kính mà không khiến tấm kính đó vỡ nát. Chỉ khi lực dồn vào chiếc đũa bạc cực kỳ lớn thì mới có thể xuyên thủng lớp thủy tinh trong nháy mắt, chỉ để lại một lỗ nhỏ hoàn hảo mà không làm cả tấm kính vỡ vụn. Nghĩ đến lời Dương Thanh vừa nói, bọn họ lập tức hoảng hốt. Nếu Dương Thanh thật sự muốn ra tay, chẳng phải chỉ cần ngồi đó ném bừa mấy cây đũa là có thể lấy mạng bọn họ rồi sao? Không thể nào, sao có thể như vậy được? Hiển nhiên Vương Hổ cũng nhận ra điều này. Lão ta lắc đầu nguầy nguậy không dám tin. Kính viễn vọng đâu, lấy kính viễn vọng ra đây cho tôi, lão ta giận dữ hét lên. Một gã thanh niên nhà họ Vương nhanh chóng lấy kính viễn vọng tới. Vương Hổ ngắm ống kính vào vị trí của các tay súng bắn tỉa. Khi thấy được nửa cây đũa bạc cắm trên trán gã xạ thủ thứ nhất, lão ta không khỏi run lên. Tay súng thứ hai cũng hệt như vậy, Vương Hổ loạng choạng suýt ngã. Cuối cùng, khi thấy tay súng thứ ba cũng không khác gì, lão ta không kìm được nỗi sợ hãi khủng khiếp lan tràn trong tim, kiệt sức ngồi phịch xuống đất. Cậu không phải là người, cậu không phải là người. Vương Hổ run rẩy kêu lên. Những người có mặt ở đây đều sợ đến ngây dại. Món quà quý giá. Lời Vương Hổ vừa nói đã chứng minh, ba gã xạ thủ kia bị tiêu diệt rồi. Để tôi xem nào. Ngải Xuyên chạy tới nhìn vào kính viễn vọng. Chỉ chốc lát sau, lão ta đã đặt kính xuống, đi về chỗ của nhà họ Ngải, gương mặt già nua chưa từng lộ vẻ sợ hãi đã trở nên ngây dại. Nhà họ Vương còn chuẩn bị chiêu gì để đối phó với tôi nữa, Dương Thanh bỗng lớn tiếng hỏi. Lời anh nói hệt như tiếng sét nổ vang bên tai mỗi người. Nhất là người nhà họ Vương, ai nấy đều lạnh run cả người. Người nhà họ Ngải cũng thấp thỏm lo sợ nhìn Dương Thanh. Bịch, Vương Hổ bỗng quỳ xuống, vẻ mặt kinh hoàng, cậu Thanh, nhà họ Vương tôi biết sai rồi, tất cả đều do nhà họ Hoàng ép chúng tôi. Nếu không sao chúng tôi dám ra tay với cậu, xin cậu rộng lượng tha cho nhà họ Vương một đường sống. Vương Hổ sợ hãi, tha thiết cầu xin. Một người có thể ném mấy cây đũa xuyên qua cửa kính giết chết xạ thủ bắn tỉa ở cách đó mấy trăm mét chắc chắn không phải người thường. Không chỉ nhà họ Vương. Ngay cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đều không thể ngăn Dương Thanh giết người. Hiện giờ, lão ta chỉ có thể thành thật khai báo mong được khoan hồng. Nhà họ Hoàng bảo nhà họ Vương kết thông gia với nhà họ Ngải, đồng thời ép chúng tôi phải ra tay với cậu. Nếu chúng tôi không làm, bọn họ sẽ tiêu diệt chúng tôi. Tôi cũng vì cứu gia tộc nên đành phải ra tay với cậu Thanh. Tôi không hề muốn làm như vậy. Cậu Thanh, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Xin cậu tha cho nhà họ Vương tôi lần này. Vương Hổ rơi nước mắt, kêu khóc thảm thiết. Lão ta thật sự sợ rồi, cũng biết nhà họ Vương đã bị nhà họ Hoàng bỏ rơi. Nếu không thì vì sao chuyện đến nước này mà người nhà họ Hoàng vẫn chưa xuất hiện? Tôi đã nói phải xóa sổ nhà họ Vương, sao nhà họ Vương còn có thể sống được? Dương Thanh lạnh lùng nói, không phải tôi chưa cho các người cơ hội mà do các người không chịu tin tôi. Tôi không phải kẻ thích giết chóc. Dựa theo pháp luật của Chiêu Châu, tôi có thể giết sạch chín đời nhà ông. Nhưng nể tình ông bị nhà họ Hoàng lợi dụng, tôi có thể cho nhà họ Vương một đường sống. Có điều, người đứng đầu nhà họ Vương là ông thì phải chết. Dương Thanh đứng lên, lạnh lùng nói. Vương Hổ hoàn toàn sụi lơ. Dương Thanh chịu tha cho nhà họ Vương, chỉ giết một mình lão ta đã là ân huệ cực lớn rồi. Hy vọng cậu Thanh có thể giữ lời hứa. Sau khi tôi chết. Xin cậu hãy tha cho nhà họ Vương. Vương Hổ bỗng thả lỏng, tuy mặt vẫn lộ vẻ không cam lòng. Trước giờ anh Thanh luôn nói được làm được, nhà họ Vương có tư cách gì khiến anh Thanh phải nói dối? Mã Siêu lạnh lùng nói.
Vương Hổ không lên tiếng, chỉ nhìn Dương Thanh chằm chằm. Ngay sau đó, lão ta cầm một con dao găm sáng loáng đâm vào tim mình. Khoan đã! Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Tay Vương Hổ run lên một cái, lưỡi dao dừng ngay trước áo, da thịt không hề bị xây xước. Trông thấy người tới, toàn thân lão ta run bần bật. Con người Vương Hổ tràn ngập sát khí. Dương Thanh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người vừa mới tới cũng dữ tợn nhìn Dương Thanh như muốn giết chết anh. Dương Thanh vừa thấy ông ta, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Anh nhếch mép nở nụ cười châm chọc, nhà họ Hoàng vừa bãi quyền thừa kế của ông, giờ đã khôi phục quyền thừa kế lại cho ông chưa? Tính ra tôi mất quyền thừa kế là tại cậu, nhưng tôi được khôi phục vị trí người thừa kế ấy cũng là nhờ cậu. Cậu nói xem, rốt cuộc tôi nên căm hận cậu hay nên biết ơn cậu? Hoàng Trung cười híp mắt nói, ánh mắt phức tạp. Lúc còn ở Giang Hải, ông ta vốn định chiếm đoạt hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương cho gia tộc mình, kết quả lại bị Dương Thanh ấn quỳ trên mặt đất trước bao người. Chuyện này truyền về Yến Đô, nhà họ Hoàng cho rằng ông ta làm mất mặt gia tộc, không xứng tiếp tục đảm nhiệm vị trí người thừa kế, nên đã thu hồi quyền thừa kế. Nhưng hôm nay, người thừa kế mới được chọn của nhà họ Hoàng lại bị Dương Thanh dọa sợ đến phát điên, càng không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí người thừa kế. Vì thế, vị trí ấy lại về tay Hoàng Trung. Tôi nghĩ ông nên biết ơn tôi. Dương Thanh nheo mắt, cười nói. Ha 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 ha. Hoàng Trung bật cười, chỉ cần cậu Thanh tha mạng cho ông chủ Vương, tôi sẽ cảm ơn cậu, còn tặng thêm một món quà quý giá. Chó quen thói liếm phân. Nghe Hoàng Trung nói thế, Dương Thanh bỗng nở nụ cười lạnh lẽo. Đám cưới hôm nay của ngài Lâm chính là cái bẫy nhà họ Hoàng lập ra để dụ Dương Thanh tới Yến Đô. Vương Hổ cũng đã thừa nhận điều này. Lúc Hoàng Trung xuất hiện, Dương Thanh càng thêm chắc chắn. Hoàng Trung đã mất đi vị trí người thừa kế, hôm nay dẫn người tới đây nhất định là vì nhiệm vụ của gia tộc. Một gia tộc đặt thể diện lên trên hết như nhà họ Hoàng lại có hai người thừa kế liên tiếp bị mất mặt trong tay Dương Thanh, một kẻ bị anh ấn quỳ trên đất, một kẻ bị dọa đến phát điên. Sao nhà họ Hoàng có thể dễ dàng bỏ qua cho Dương Thanh? Cậu Thanh là người thông minh, hy vọng cậu đừng lựa chọn sai lầm. Thấy Dương Thanh không nói lời nào, Hoàng Trung mỉm cười nói thêm. Giọng điệu của ông ta nghe rất bình thản nhưng lại tràn đầy uy hiếp. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Thanh lạnh lùng cười nhẹ, lắc đầu tặng ông một câu này. Câu gì? Hoàng Trung vô thức hỏi lại. Nói dễ nghe một chút là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dương Thanh ám chỉ, rồi lại châm chọc cười, nói khó nghe chút thì là, ông như con chó chỉ biết liếm phân. Dương Thanh vừa dứt lời, Hoàng Trung lập tức nổi giận đùng đùng. Người nhà họ Vương và nhà họ Ngải đều kinh hãi, không ngờ ngay cả Hoàng Trung mà Dương Thanh cũng dám sỉ nhục. Chuyện Hoàng Trung từng bị Dương Thanh ấn quỳ xuống đất trước đây đã bị nhà họ Hoàng giấu nhẹm, rất ít người biết. Nếu nhà họ Ngải và nhà họ Vương biết được, có lẽ sẽ không ngạc nhiên như bây giờ. Dương Thanh, mày muốn chết đúng không? Hoàng Trung bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm, không thèm che giấu sát khí mãnh liệt. Đây là Yến Đô, không phải Giang Hải, mày dám nói chuyện với tao như vậy, không sợ tao khiến mày không rời khỏi Yến Đô được nữa à? Đừng tưởng tao đang đùa với mày, tao chưa bao giờ đùa với kẻ địch. Hoàng Trung lạnh giọng nói, không hề sợ Dương Thanh. Dương Thanh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, quả thật đã là chó thì không thể đổi được thói thích liếm phân. Mày câm mồm ngay. Hoàng Trung giận dữ giống lên. Xem ra ông đã quên cảm giác hèn mọn khi quỳ dưới chân tôi cầu xin rồi nhỉ. Dương Thanh cười nhạt, đặt tách trà xuống nói với Mã Siêu đứng bên cạnh, ông Hoàng Trung quên rồi. Cậu giúp ông ta nhớ lại cảm giác hèn mọn ấy đi. Nghe vậy, Mã Siêu nhếch mép cười gian, cất bước đi về phía Hoàng Trung, vừa đi vừa nói, anh Thanh nói đúng lắm, chó đã quen thói ăn phân thì cho nó ăn thêm nữa nào. Khốn kiếp, câm mồm, mày câm mồm ngay cho tao. Hoàng Trung sắp tức điên rồi. Không chỉ Dương Thanh luôn miệng chửi ông ta là chó quen thói ăn phân, ngay cả đàn em của Dương Thanh cũng dám sỉ nhục ông ta. Nhưng lần này, ông ta không tới một mình, cho nên không sợ Dương Thanh nữa. Người nhà họ Vương và nhà họ Ngải đã sợ ngây người. Ý của Dương Thanh là Hoàng Trung từng quỳ dưới chân cậu ấy xin tha. Bọn họ chợt lại mấy tháng trước, nhà họ Hoàng đột nhiên đổi người thừa kế, còn gây chấn động rất lớn. Bấy giờ bọn họ còn suy đoán,
vì sao nhà họ Hoàng quyết định chuyện lớn này đột ngột như vậy? Mãi đến vừa rồi, Dương Thanh nói Hoàng Trung từng quỳ trước mặt anh, bọn họ mới biết được nguyên nhân. Ở Yến Đô, nhà họ Hoàng nổi tiếng coi trọng thể diện, kẻ nào làm gia tộc mất mặt đều là tội đồ bị mọi người chỉ trích. Dù chủ gia tộc ra mặt cũng không có tác dụng. Một gia tộc coi trọng thể diện đến thế sao có thể tha thứ cho người thừa kế gia tộc từng quỳ xuống trước mặt người khác xin tha. Người nhà họ Vương và nhà họ Ngải còn chưa lấy lại tinh thần, Mã Siêu đã bị một gã đàn ông trung niên mặc áo khoác đen chặn lại. Ông ta chỉ đứng đó đã tạo ra áp lực vô hình lên mọi người xung quanh. Nhưng thứ hút mắt nhất chính là hai tay ông ta. Tay ông ta được bọc kín bởi một lớp sắt lạnh lẽo sáng bóng. Khi gã đàn ông trung niên kia ngẩng đầu nhìn, một vài thành viên lớn tuổi của nhà họ Vương và nhà họ Ngải đều kinh ngạc. Ánh mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Ra là ông ta. Những người nhận ra gã đàn ông trung niên kia đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Ông ta là ai vậy? Nổi tiếng lắm sao? Một vài người trẻ tuổi không biết gì bèn hỏi. 10 năm trước có một cao thủ biệt danh tay sắt đoạt mạng, dựa vào đôi tay bọc sắt thần kỳ tiêu diệt toàn bộ gia tộc đứng đầu của một tỉnh. Nghe nói ông ta giết người không chớp mắt, bộ bọc tay bằng sắt kia là một loại vũ khí giết người được chế tạo bằng công nghệ cao. Ngày ấy, ông ta dùng đôi bọc tay sắt này giết vô số người. Phần lớn nạn nhân đều là những cao thủ nổi danh của giới võ thuật. Nghe đồn, sau đó có một vị cao thủ hàng đầu Yến Đô ra tay mới có thể tiêu diệt được ông ta, không ngờ ông ta vẫn còn sống. Kẻ mặc bộ đồ đen, hai tay bọc sắt kia chính là gã ma đầu tay sắt đoạt mạng nổi tiếng ấy. Không ai biết tên thật của ông ta, chỉ gọi ông ta là tay sắt. Không ngờ ông ta lại làm việc cho nhà họ Hoàng. Các thành viên lớn tuổi của nhà họ Vương và nhà họ Ngải kể cho con cháu nghe về quá khứ đen tối của Miêu Chính Phong. Tay sắt đoạt mạng ông muốn ngăn cản tôi à? Mã Siêu không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh một tiếng, đôi mắt lóe lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Anh ta có thể cảm nhận được một khí thế cực lớn trên người đối phương. Hiển nhiên, người này có thực lực rất mạnh. Chính anh ta cũng không biết mình có thể chiến thắng đối phương hay không. Sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu tiên anh ta gặp được một đối thủ mạnh như vậy. Mã Siêu vô cùng hưng phấn. Lúc này, dường như anh ta đã tìm được cảm giác nhiệt huyết dâng trào như những ngày chiến đấu sống còn với quân địch trên chiến trường. Có tôi ở đây, không ai có thể làm hại ông ấy. Tay sắt bình thản nói, sắc mặt lạnh lùng hệt như mặt người chết. Nếu tôi nhất định phải làm hại ông ta thì sao? Mã Siêu cười nhạt, vừa nói vừa di chuyển. Cùng lúc đó, tay sắt đang che chắn trước mặt Hoàng Trung cũng động đậy. Tốc độ của ông ta không nhanh nhưng hành động cực kỳ dứt khoát. Nhất là đôi tay bọc sắt lóe sáng kia càng linh hoạt kinh người. Ông ta đột nhiên đánh vào không trung. Uỳnh! Một tiếng động cực lớn vang lên. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ đã diễn ra. Nắm đấm của Mã Siêu nện mạnh vào lòng bàn tay của tay sắt. Mã Siêu khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Anh ta biết một đấm này của mình mạnh đến cỡ nào. Trên chiến trường, từng có vô số kẻ địch chết dưới cú đấm này của anh ta. Vậy mà hôm nay, gã đàn ông trung niên kia lại đỡ được. Tay sắt trúng một đấm của Mã Siêu, bị đẩy lùi ra sau 3-4 mét mới dừng lại. Mã Siêu vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của tay sắt, nhưng tay sắt còn khiếp sợ hơn. Ông ta từng đối đầu với nhiều cao thủ, nhưng chưa ai có thể đánh ông ta lùi 3-4 mét chỉ với một cú đấm. Hôm nay, ông ta lại bị một gã thanh niên thoạt trông chỉ chừng 25-26 tuổi đánh lui. Quan trọng nhất là, lúc này ông ta còn đang đeo bộ bọc tay. Nếu không nhờ bộ bọc tay này cản bớt, không biết sau cú đấm này kết cục của ông ta sẽ thảm cỡ nào. Không tồi. Mã Siêu cười lạnh một tiếng, không thể không thừa nhận, ông đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong tôi. Ông nghe đây. Tôi sẽ tự tay đập gãy đôi tay bọc sắt của ông. Đánh bại được tôi rồi hãng nói. Tay sắt lên tiếng. Lời vừa dứt, hai người lại lao vào đánh nhau. Bịch 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 bịch. Từng cú đấm của Mã Siêu xé gió vung ra. Tay sắt liên tục lùi lại, hai tay chặn đòn. Động tác của ông ta hơi cứng nhắc, tốc độ cũng chậm hơn Mã Siêu rất nhiều, nhưng vẫn liên tục đỡ được những cú đấm liên tiếp của Mã Siêu. Thoạt nhìn dường như Mã Siêu đang chiếm ưu thế. Đánh cho tay sắt không kịp trả đòn. Thấy vậy, sắc mặt người nhà họ Vương đều cực kỳ khó coi. Nhất là Vương Hổ, lão ta đã hoàn toàn tuyệt vọng.
vừa rồi lão ta đã quyết định lấy cái chết để đổi lấy hy vọng cho nhà họ Vương, nào ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Trung lại xuất hiện. Khi tay sắt bước ra, lão ta đã quên sạch mọi chuyện vừa rồi. Có tay sắt ở đây, Dương Thanh còn có thể làm gì được lão ta? Thế nhưng đàn em của Dương Thanh quá lợi hại, ngay cả tay sắt cũng không địch lại được. Nếu tay sắt thất bại, vậy có phải đến lượt lão ta rồi không? Lúc này, trong lòng lão ta tràn đầy sợ hãi và bất an, chỉ có thể cầu mong tay sắt giết được Mã Siêu. Người nhà họ Ngải cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Mã Siêu quá kinh người. Ngải Xuyên đang nghĩ, nếu trước đây lão ta không ép Ngải Lâm lấy người nhà họ Vương mà cho phép cháu gái ở bên Mã Siêu, chẳng phải lúc này nhà họ Ngải đã có thêm một cao thủ mạnh hơn cả tay sắt rồi sao? Quan trọng hơn, cao thủ này còn là cháu rể của lão ta. Ngay khi mọi người đều cho rằng tay sắt sắp bị đánh bại, sắc mặt Dương Thanh trở nên nghiêm túc, lẩm bẩm nói, nếu ông dám làm người anh em của tôi bị thương, tôi sẽ khiến nhà họ Hoàng phải trả giá đắt. Dương Thanh vừa dứt lời, cuộc chiến liền có chuyển biến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.